Tiêu viêm lời này nói có thể nói là trong quy trong cũ, cũng không lùi bước, cũng không cậy mạnh, chỉ là nhẹ nhàng nhàng nhạt kể ra lý do, về phần những người đó là tính thế nào, tiêu viêm sẽ không biết hiểu. Ngươi chắc hẳn lần này dược hội quán quân tiêu viêm. Trong hư không mặt tới một đạo hỏi có tiếng. Đúng vậy. Không tệ không tệ, ngươi rất không tệ. Việc này, niệm ngươi vi phạm lần đầu. Hơn nữa biết không thỏa tự bật người thu hồi, việc này tình tựu như thế ít qua đa tạ. Không cần, ngươi đã bế quan tu luyện hoàn tất, như vậy ít ngày nữa tự ly khai ở đây đi. Dứt lời, kia đạo thanh âm đó là không gặp, phản phất chưa từng có xuất hiện quá. Tiêu viêm tại không trung trầm tư chỉ chốc lát. Mình hiện tại vừa đột phá đến tam tinh đấu đế sơ kỳ, thế nhưng này cổ đấu khí cũng không có hoàn toàn vững chắc xuống tới, chờ ta tốn hao bán nguyệt thời gian triệt để vững chắc đấu khí tu vi sau đó, tự ly khai ở đây đi, tiêu viêm con ngươi hơi lóe ra, lẩm bẩm nói lần này đi ra ngoài, sợ rằng phiền phức không ít, có thể quản gia cùng với viễn cổ thiên long bộ tộc đều sẽ có người tìm đến tầm ta, muốn lấy tính mạng của ta, ha hả, đến lúc đó, những người này coi như là ta vẫn chắc đấu khí bồi. Luyện người đi Tiêu viêm tuy nói là tấn cấp tam tinh đấu đế, thế nhưng đấu khí nhưng là có chút phù phiếm, thiếu thực sự. Hiện tại tiêu viêm cần lượng lớn chém giết đến ma hợp mình trong cơ thể này cái phù phiếm đấu khí, sử chi trở nên dày đứng lên, miễn cho ảnh hưởng mình sau đó tu vi đề thăng. Nghĩ đến đây, tiêu viêm cũng là làm ra dự định. Thả người theo bầu trời trong, chậm rãi dẫm trận tại chỗ xuống, phản phất là đi ở cầu thang trên thông thường. Thoạt nhìn, thập phần cường đại, trên thực tế, cũng xác thực là như vậy. Kế tiếp thời gian chắc hẳn vững chắc mình đấu khí, trong khoảng thời gian này tiêu viêm đều là đại môn không ra, nhị môn không mại, cả ngày đều là tại áp súc sen vào đấu khí, sử chi vững chắc thời gian trong nháy mắt mà qua trong nháy bán nguyệt thời gian đã qua đi tiêu viêm cũng đã sơ bộ vững chắc được rồi tự thân khí tức không ở ba đồng lập tức hướng dược điện tổng bộ trưởng lão nói một câu đó là tại một gã trưởng lão đái lĩnh hạ ra khỏi dược điện tổng bộ một lần nữa đi tới dược hội dược cắt trong ở chỗ này gặp được nhất tái hơn không có nhìn thấy hôn nhi thải lân hai nàng tự nhiên vừa một phen hỏi tại tiêu viêm hỏi hạ mới biết được cổ nguyên, chúc không hai người trong khoảng thời gian này ở chỗ này tu luyện, hậu tích bạc phát, đều là vọt tới nhất tinh đấu đế hậu kỳ tu vi, mà huân nhi, thải lân các nàng mặc dù nói đúng không cùng người trước, nhưng là là đạt được nhất tinh đấu đế trung kỳ. Mọi người thực lực đều cũng có sở đề thăng, này đối với mọi người tới nói, không thể nghi ngờ điều không phải một chuyện tốt tình, cứ như vậy, bọn họ tại viễn cổ trên đại lục mạng sống cơ hội cũng tự lớn hơn vài phần. Bế quan đã hơn một năm, mọi người thực lực đều cũng có sở đề thăng hiện tại chúng ta cũng là nên ly khai tiêu viêm nhìn một chút mọi người sau đó con mắt nhìn chằm chằm tiêu viễn nói rằng tổ tiên không biết tứ huyết chi địa tại dược thành cái kia phương vị tứ huyết chi địa tiêu viễn đầu tiên là sửng sốt sau đó tự hồ là nghĩ tới cái gì vừa cười vừa nói tứ huyết chi địa ly dược thành không xa nói đến đây tiêu viễn cũng là sắc mặt có chút trịnh trọng đứng lên đạo nơi nào thế lực thập phần nhiều từng thế lực tuy nói là không có đỉnh đấu đế tọa trấn, thế nhưng cũng là có sen vào có thể phá toái hư không cường giả tọa trấn, nhiều như rừng, thế lực chỉ sợ là không dưới thiên cái, hơn nữa, tứ huyết chi địa tổng cộng có bảy thế lực lớn, có thể không treo chọc. Tận lực không nên chọc bọn hắn. Dừng một chút, tiêu viễn nói tiếp này bảy gia thế lực phân biệt là Nguyệt Thần Tông, Hắc Khí Tông, Ma Yết Phái, Phong Dương Môn, Bách Hoa Cốc, La Gia cùng với ngươi sở chấp hiểu được Lâm Gia nghe này bảy thế lực lớn tiêu viêm cũng là chậm rãi gật đầu đạo chỉ cần bọn họ không chọc ta ta cũng sẽ không không có việc gì tìm bọn họ phiền phức nếu như không phải mặc dù là hắn tại cường đại ta tiêu viêm cũng muốn khiến hắn điệu một điểm thịt nghe được tiêu viêm như vậy như vậy nói tiêu viễn cũng là không khỏi tạp lưỡi vừa cười vừa nói ngươi tiểu tử này ai quên đi không nói nếu như ta tiêu tộc còn có hy vọng vậy huy hoàng ta còn cần như vậy căn dặn ngươi Đến lúc đó ngươi nói thẳng ngươi là tiêu tộc, lại có ai dám ngăn cản ngươi? Đáng tiếc, ai? Thấy tiêu viễn cô đơn dáng dấp, tiêu viêm cũng là sắc mặt trịnh trọng nói rằng, tổ tiên, tiêu tộc nhất định lại lần nữa huy hoàng, tin tưởng ta. Thấy tiêu viêm như vậy khẳng định nói ra tiêu tộc tất nhiên huy hoàng chính là lời nói, tiêu viễn cũng là không khỏi chấn động, sau đó cũng chậm rãi nói rằng, được rồi, tứ huyết chi địa rất hỗn loạn, mọi người chuẩn bị cho tốt, ba ngày sau xuất phát. Nghe vậy, tất cả mọi người là chậm rãi gật đầu, đều là chuẩn bị bắt đầu, coi như tiêu viêm cũng chuẩn bị rời đi thời gian, tiêu viễn cũng gọi lại hắn. Tổ tiên có việc. Của ngươi cấm kỵ chi môn tu luyện như thế nào? Nhìn trên mặt lộ ra nhất mặt cùng huân dáng tươi cười tiêu viêm, tiêu viễn nhẹ giọng hỏi. Cấm kỵ chi môn, tầng thứ nhất ta đã có thể cường miễn thi triển ra tới. Nga, nhanh như vậy. Tiêu viễn trố mắt nhìn, có chút vô cùng kinh ngạc nói rằng ha hả đây đều là may mắn mà thôi tu luyện một đường cũng không có may mắn một lời có thể nói ngươi có thể nhanh như vậy tu luyện như vậy nông nổi đủ để nói rõ của ngươi thiên phú kinh người ngươi nói không chừng chính ta tiêu tộc chấn hưng mong muốn đây tiêu viêm cũng là liền ôn quyền cũng là trịnh trọng nói rằng tiêu viêm chắc chắn toàn lực ứng phó nhãn viễn cổ phá toái hư không quán quân đột phá thiên phú thời gian dường như nước chảy thông thường nhất tả mà qua bừng tỉnh năm xưa ba ngày thời gian đó là quá khứ. Thiên còn không có lượng, phương đông còn phiếm sen vào nhất mặt ngân bạch sắc. Lúc này, mấy đạo thân ảnh đều là rất nhanh lượt ra khỏi dược thành, hướng phía tây phương rất nhanh bay đi, nhanh như thiểm điện. Dược thành tây phương là một mảnh thật lớn sơn lâm, trong ma thú hoành hành, thế nhưng đối với tiêu viêm đám người mà nói, cũng thập phần có lợi. Hiện tại mình đám người đi địa phương, có thể nói là người tế hãng tới. Vắng vẻ sơn lâm trong, chỉ có thỉnh thoảng thú trống chi tiếng vang lên, còn lại ở ngoài, đó là đã không có bất luận cái gì động tĩnh. Lúc này, đoàn người phá gió rồi biến mất, lưu lại một chút bén nhọn âm bạo có tiếng. Chúng ta nếu là không gặp đến phiền phức, có thể một tháng lúc, chắc hẳn lại nghe được nàng kia thanh linh tiếng cười, dẫn đầu một cái nam tử cũng khẽ cười nói hiện tại thời gian tương đối khẩn cấp, chúng ta lựa chọn con đường này chính là vì không phát sinh đại quy mô chiến đấu, thế nhưng nếu là chính gặp phải bọn họ chặn lại chuyện, nói cái gì cũng muốn khiến hắn nỗ lực một điểm đại giới. Nói đến chỗ này, Kim Nguyên bản cười khẽ xen vào thanh niên lộ ra nhất mặt tàn nhẫn thị huyết ý. Tiêu viêm tiểu tử ngươi, thật đúng là một cái chiến đấu cùng A, à, hiện tại có thể không chiến, sẽ không chiến, miễn cho đến lúc đó đến tứ huyết chi địa, gặp sự tình, tu vi không ở đỉnh trạng thái, thế nhưng lại có hại. Lấy hôm nay tiêu viêm tam tinh đấu đế thực lực, mang theo hương nhi, thải lân chờ đẳng cấp năm người đến tứ huyết chi địa chính cần một tháng thời gian không thể không nói này trong lữ đồ là cỡ nào xa xôi thế nhưng này phân lữ đồ cũng không có như vậy bình tĩnh tại tiêu viêm đám người gấp rút lên đường thập dư ngày sau phiền phức chính không khỏi tránh cho tìm tới cửa đó là một cái thật lớn cánh đồng hoang vu tiêu viêm đám người còn không có đi đến nơi đây đã bị tiêu viễn gọi lại tiền phương có người chặn lại chúng ta nói ra nói thế hậu Tiêu viễn cũng là không khỏi hít thở dài, mình đám người chính tị tránh không được một hồi chiến đấu a. À. Dừng một chút vừa nói tiếp, tị là tránh không được, cũng chỉ có đánh một trận. Cũng chắc hẳn vào lúc này, tại tiêu viêm nhận biết trong xuất hiện ba đạo khổng lồ khí tức đang ở bay nhanh hướng phía mình đám người tới rồi, tiếp theo thuấn, tiêu viêm giơ lên đôi mắt, tự trông thấy xa xa phía chân trời, ba đạo hắc quan phát khiếu mà đến, giống ba đạo lưu tinh, bất quá chỉ chốc lát, đã nhiên đi tới tiêu viêm không xa chỗ nhìn phía trước mắt ba người, tiêu viêm con ngươi một trận co rút lại, trước mắt ba người đều là thập phần lợi hại vai. Kỳ kinh khủng khí thế tuy nói là không có tiêu viễn như vậy biển, thế nhưng so với chi tiêu viêm cũng mạnh hơn nhiều lắm, thế nhưng đối mặt trước mắt ba người, tiêu viêm cũng chẳng bao giờ nghe nói bọn họ danh hào. Tiêu viêm không có nghe nói qua, thế nhưng không có nghĩa là ánh mắt độc ác tiêu viễn cũng không có nghe nói qua, trước mắt ba nhất tịch tử sắc trường bào lão giả, chắc hẳn tại phong cùng phủ pha có một chút uy danh tà nguyệt tam quân thấy tiêu viêm tự hồ không biết đối diện ba người là ai lập tức tiêu viễn cũng là giải thích lên tà nguyệt tam quân là ba gã thực lực có chút cường hãn đấu đế trong đó trung gian kia một cái khuôn mặt già nua ánh mắt che lấp lão giả là một vị thất tinh đấu đế sơ kỳ hoáng danh tà nguyệt hắn hữu biên cái kia lão giả thực lực tuy nói là so ra kém tà nguyệt thế nhưng cũng là một vị thực lực có chút mạnh cao thủ thực lực đạt được lục tinh đấu đế trung kỳ, hoáng danh, tà tâm, tối bên trái cái kia lão giả là bọn hắn trong ít nhất một cái, thực lực cũng là yếu nhất, thế nhưng cũng là có. Xen vào bốn sao đấu đế đỉnh cường giả, tuy nói là ba người trong yếu nhất, thế nhưng tương đối với ngươi tới nói cũng là trí mạng đại địch. Khi bị tiêu viễn xưng lạc tà nguyệt, lão giả, âm trắc trắc thanh âm so với chi cổ mộ trong thi thứ còn muốn đáng sợ trên sổ trù. Tiêu viễn, không nghĩ tới ngươi đối chúng ta tà nguyệt tam quân lý giải như vậy thấu triệt, xem ra chúng ta tam thanh danh của người chính không tệ. Ha ha! Nói đến chỗ này, vừa phát ra kẻ khác buồn nôn cười xấu xa thanh. Tiêu viễn lạnh lùng hừ một tiếng đạo phong cùng tà nguyệt, mật hương quỷ nữ. Như vậy đại danh tiếng, ta có thế nào khả năng chẳng biết hiểu. Thế nhưng, ta nhưng là có chút nghi hoặc, bằng các ngươi thực lực vì sao phải làm người khác chính là tay sai, chặn lại chúng ta. Hừ, Tiêu viễn ta biết ngươi là thất tinh đấu đế cường giả, thế nhưng ngươi chính lại bởi vì này câu nỗ lực đại giới. Âm trắc trắc thanh âm có thể dùng xung quanh nhiệt độ đều là trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều. Đối mặt tà nguyệt uy hiếp, tiêu viễn chút nào không có lưu ý, trái lại vừa cười vừa nói các ngươi là thủ quản gia đến đi. Tuy nói là cười ha hả hỏi, thế nhưng người nào đều có thể nhìn ra được tiêu viễn đôi mắt trong kia càng ngày càng mạnh liệt sát khí. Ha hả, đối với người chết là không cần phải biết được nhiều như vậy. Lão nhị ngươi theo ta chặn lại trụ tiêu viễn, lão tam, ngươi đi đem còn lại mấy người rất nhanh giết chết điệu, sau đó chúng ta cùng nhau vây sát tiêu viễn. Đại ca yên tâm, thập hiệp trong vòng, ta liền đủ để chém giết kia mấy cái nhất tinh đấu đế cùng một cái tam tinh đấu đế tiểu lâu la, đến lúc đó liền đến trợ ngươi. Ngắn trong nháy mắt, tà nguyệt tam quân tự an bài được rồi tác chiến kế hoạch, do tà nguyệt, tà tâm, hai người toàn lực chặn lại tiêu viễn, không cho hắn cứu viện, tà vũ còn lại là rất nhanh giết chết tiêu viêm đám người, sau đó nửa vây công tiêu viễn. Nếu là người bình thường, bị bọn họ lấy này một loại phương thức công kích chuyện, sợ rằng có thể chạy trối chết cơ hội đều không phải rất lớn, thế nhưng đối với có thể vượt cấp khiêu chiến tiêu viêm mà nói, cũng gọi lộn số bàn tính, đặc biệt tiêu viêm linh hồn cảnh giới cùng thực lực đều cũng có trên diện rộng độ đề thăng. Nguồn Vừa cùng tiêu viêm chống lại, nhất giao thủ tự cảm giác được một điểm sai, Trước mắt tiểu tử này tuy nói là thực lực mới là Tam tinh đấu đế sơ kỳ, thế nhưng sức chiến đấu vì sao lại như vậy cường hãn? Mình tuy nói là vô ích đem hết toàn lực, thế nhưng bốn sao đấu đế đỉnh bảy thành thực đủ sức để dây sát Tam tinh đấu đế hậu kỳ cường giả, vì sao đối mặt như thế một cái Tam tinh sơ kỳ tên, cũng chẳng phân biệt được trên dưới. Tiểu tử, của ngươi tu vi đích xác không tệ, gần Tam tinh đấu đế sơ kỳ tu vi có thể cùng ta bảy thành lực lượng chống lại, tin tưởng giả lấy thời gian nhất định sẽ là danh chấn nhất phương cường giả thế nhưng đáng tiếc gặp gỡ ta ta thế nhưng đặc biệt thích tàn phá thiên tài đặc biệt như ngươi này một loại ta là thích tương kỳ bóc chết tại tay của ta trong kết thúc tiểu tử thạch 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 nhớ kỹ bóc chết ngươi cái này thiên tài chính là ta tà vũ dứt lời một chưởng phách về phía phía dưới tiêu viêm nhãn tam tinh vắng vẻ sơn lâm ngân bạch sắc che lấp dây sát lạnh thấu xương chưởng phong gào thét xuống còn chưa tới tiêu viêm đỉnh đầu thời gian đã nhiên có thể dùng tiêu viêm bên cạnh cự thạch biến thành nhất mạc phấn, sau đó, hóa thành bụi bậm. Thật lớn đấu khí bàn tay quay tiêu viêm hung hăng chụp được, dọc theo đường đi mang theo sen vào kẻ khác màn tai vù vù minh âm bạo có tiếng, quay phía dưới tiêu viêm hung hăng áp đi, phản phất là muốn một chưởng đem tiêu viêm trấn áp. Đối mặt như vậy hung mãnh công kích, tiêu viêm sắc mặt cũng là đặc biệt ngưng trọng, mình đường lui hoàn toàn bị này lạnh thấu xương chưởng lực sở phong tỏa, thối đã rồi là không có khả năng chuyện tình hiện tại làm chỉ có chính diện tiếp được này hung mảnh kinh khủng như vậy công kích lúc này tiêu viêm cũng là rõ ràng nếu là dựa vào mình đấu khí tu vi cường tiếp này một chưởng chuyện hôm nay khó thoát trọng thương thậm chí ngã xuống hạ tràng hiện tại mình duy nhất có thể cùng này tà vũ chống đỡ chắc hẳn mình đã tiến nhập thánh cảnh linh hồn nghĩ đến đây tiêu viêm cũng là hung hăng địa trắng trăng quang chợt bàn bạc linh hồn lực đều theo mi tâm tuôn ra biển linh hồn lực phun dũng mãnh tiến ra, trong đó hỗn loạn xen vào nhất định kỳ dị khí tức, này ti kỳ dị khí tức chắc hẳn kia linh hồn cảnh giới tiến vào thánh cảnh dấu hiệu. Thật lớn bàn tay quay tiêu viêm đè xuống, cũng chắc hẳn ở đây khắc, lưỡng đạo đủ để dây sát bốn sao đấu đế linh hồn âm ba công kích cũng là đúng hẹn tới, tại giữa không trung hung hãn đánh vào cùng nhau. Bang bang phanh Thật lớn trùng kích thanh có thể dùng thực lực thấp đấu đế đều là đầu nhịn không được một trận mê muội sau đó trùng kích thanh qua đi, thất khiếu đều là chậm rãi chảy ra tiên huyết. Này một kích dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Lưỡng đạo đủ để dây sát bốn sao đấu để linh hồn âm ba cùng kia lạnh thấu xương cự trưởng đối chàng, khiến cho ngập trời bạo tạc có tiếng, giống thiên địa ngày diệt vong. Tiêu viêm cùng tà vũ giao thủ địa phương nơi đều là tràn ngập xen vào nhẹ nhẹ không gian hắc động, đó là không gian nghiền nát dấu hiệu. Theo này một đạo linh hồn trùng kích cùng lạnh thấu xương trưởng phong gặp nhau, tiêu viêm sắc mặt cũng là nhịn không được nhất bạch, sau đó lột bột lột bột lui hơn 10 bộ, mới vừa rồi một lần nữa trạm định. Trái lại tà vũ, chỉ bất quá là hơi lui về phía sau một mà thôi, bởi vậy có thể thấy được, lúc này đây giao thủ tiêu viêm chính rơi vào rồi hạ phong. Thánh cảnh linh hồn tuy rằng được xưng có thể cùng năm sao đấu đế đánh một trận, thế nhưng cũng khám tham đánh một trận mà thôi, hơn nữa, tiêu viêm tiến nhập thánh cảnh linh hồn thời gian vừa không dài, có thể cùng hàng thật giá thật năm sao đấu đế giao thủ đến này một, cũng là thù vi không đổi. Thấy tiêu viêm cùng mình giao thủ, chỉ là thoáng bị vây hạ phong mà thôi, mình sở dự liệu kết quả hoàn toàn tương đi quá nhiều. Lệnh đắc tà vũ đều là vẻ mặt kinh ngạc vẻ. Sau đó, phản phất là đã nhận ra cái gì, thất thanh nói rằng linh hồn của ngươi dĩ nhiên tiến nhập thánh cảnh. Tà vũ nói lời này giờ, sắc mặt cũng là hiện lên vẻ kinh sợ hắn tu vi nếu không phải đạt được năm sao đấu đế linh hồn cảnh giới cũng tùy theo đề thăng rất nhiều mới khám tham đột phá đến thánh cảnh linh hồn thế nhưng hắn đã tu luyện nhiều ít năm mà trước mắt nhân vừa tu luyện nhiều ít năm tà vũ nhìn trước mắt cái này có chút tuổi còn trẻ niên thiếu trong lòng dĩ nhiên mọc lên nhất mạc kiên kỵ ý điều không phải kiên kỵ thực lực của hắn mà là hắn thiên phú nhân vật như vậy sau đó mạnh mẽ tất nhiên là ván đã đóng thuyền chuyện tình hôm nay nếu là khiến hắn chạy trốn, đến lúc đó người này nếu là bước vào đỉnh, mình đám người không phải nguy hiểm sao? Nghĩ đến đây, tà vũ trong lòng không khỏi một trận nghiêm nghị, trong lòng càng thêm chắc chắn muốn chém sát tiêu viêm tìm cách. Người này, hôm nay phải diệt trừ. Nghĩ đến đây, tà vũ công kích vũ phát lạnh thấu xương đứng lên. Tiểu tử, thực lực của ngươi không tệ, thế nhưng ngươi hôm nay tất nhiên khó thoát ngã xuống chi mệnh. Tà Nguyệt đạp thiên bộ, theo này một đạo quát lạnh có tiếng hạ xuống, Tà Vũ bước tiến đột nhiên trở nên có chút mờ ảo đứng lên, chợt lóe nhất phiêu, chợt cao chợt thấp, có chút kỳ diệu. Một bên đang ở đánh nhau kịch liệt Tiêu Viễn thấy Tà Vũ chợt cao chợt thấp, chợt lóe nhất phiêu dáng dấp, cũng là không khỏi cao giọng cười to đạo, Tà Nguyệt, hoặc nhìn ngươi này tam đệ khả là có chút phế vật a, à, đối phó một cái tam tinh đấu đế cư nhiên còn muốn thi triển tuyệt học, Tà Nguyệt đạp thiên bộ. Ha ha. Nghe Tiêu Viễn nói ra nói thế, kia tà nguyệt tam quân trong lão đại, tà nguyệt, lão nhị, tà tâm đều là không khỏi đảo mắt xem qua đi, phát hiện mình tam đệ đích thật là tại thi triển thân pháp tuyệt học, tà nguyệt đạp thiên bộ, lập tức trong lòng cũng là một mảnh nghiêm nghị, cái kia tam tinh đấu đế có như thế cường sao. Tự nhiên có thể bắt mình nhớ kỹ cấp mình nhiệm vụ người nọ nói qua, tiểu tử này đích thật là cường hãn thế nhưng cũng chỉ là có thể lấy nhất tinh đấu đế trung kỳ cùng một tinh đấu đế hậu kỳ cường giả tương xứng, thế nhưng Tình huống hiện tại cũng xa xa không ngừng hơn thế a, à, tam tinh đấu đế sơ kỳ cùng năm sao đấu đế sơ kỳ, này trong lúc đó có chút nhiều chênh lệch, cho dù tiểu tử này linh hồn cảnh giới đột phá đến thánh cảnh, cũng quyết không nên là mình tam đệ đối thủ a. À. Ngay mình cảm thán thời gian, Tiêu Viễn Thanh âm cũng vang lên, hiện tại phân tâm, không có thể như vậy một chuyện tốt tình a. À. Dứt lời, một đạo lạnh thấu xương công kích quay Tà Nguyệt Bạo bắn mà đến, Tà Nguyệt tà tâm hai người phải kiệt đem hết toàn lực ứng phó tiêu viễn công kích cũng chắc hẳn vào lúc này tà vũ công kích cũng là bắt đầu rồi tà nguyệt đạp thiên bộ cửu bộ cửu chiếc phá tận trời theo này đạo thanh âm hạ xuống tà vũ thân ảnh cũng là đột nhiên không rõ lên sau đó không gặp hình bóng thấy đột nhiên không gặp hình bóng tà vũ tiêu viêm sắc mặt cũng là ngưng trọng đến cực điểm mình vừa tuy nói là lượt bị vây hạ phong thế nhưng tà vũ nhưng là có chút không tiếp thụ được hiện tại mình đã gặp phải tà vũ lửa giận, kế tiếp công kích là bất hảo ứng đối. Linh hồn lực toàn bộ khuếch tán ra, sau đó lấy tiêu viêm vi trung tâm 300 trượng nội tỷ Mỹ ra xét xen vào xung quanh động tỉnh, lẳng lặng địa ngưng mắt nhìn. Đột nhiên, một đạo khoái đến mức tận cùng bóng đen đột nhiên xuất hiện, tại tiêu viêm nhận biết trong, chợt lóe rồi biến mất. Tiếp theo Thuấn đã nhiên đi tới tiêu viêm trước mặt, đón biến trưởng vi quyền, quay tiêu viêm mặt các ngươi hung hăng oanh khứ, nếu là lần này oanh chắc chắn, như vậy tiêu viêm đầu tuyệt đối sẽ bị người trước thoáng cái đã bạo. Đúng lúc này, tiêu viêm hai mắt căng thẳng, đón, biển đấu khí điên cuồng tuôn ra, hối thành một mặt trong suốt quan thuẫn. Viêm hoàng lục giác không linh thuẫn, hợp. Viêm hoàng lục giác không linh thuẫn, ngự. Lúc này, tà vũ công kích tốc độ cực nhanh, tiêu viêm đã không có thời gian chuẩn bị, thương hoàng dưới, chỉ phải sử xuất mình phòng ngự đấu kỹ. Lúc này, tà vũ công kích đã rơi vào tiêu viêm trước mặt. ầm ầm long. Thật lớn đánh có tiếng, tại tiêu viêm trước mặt vang lên, sau đó một đôi cực đại nắm tay oanh tại tiêu viêm trước mặt, bị tiêu viêm phòng ngự đấu kỹ chống đối, cũng chắc hẳn ở đây khắc, tiêu viêm mới có một tia thở dốc cơ hội. Bạn đang đọc truyện tại truyện nufun.vn, tệ nufun.vn. Này tà vũ tốc độ thực sự là kinh người, xem ra hắn kia tà nguyệt đạp thiên bộ đẳng cấp tuyệt đối rất cao thấy mình công kích bị ngăn trở, tà vũ lập tức cũng là nhất trống, bàn bạc đấu khí lần nữa dũng mãnh vào song quyền trong. Trăng rắc. Đột ngột một đạo thanh âm vang lên, tiêu viêm phòng ngự đã có chút có đạo đạo vết trạng. Tự hồ tuy là đều mới có thể phá thành mảnh nhỏ. Thế nhưng tiêu viêm sắc mặt cũng một có chút biến hóa. Phanh. Tiêu viêm phòng ngự ầm ầm nghiền nát, tà vũ thiết quyền rơi vào tiêu viêm trong ngực trên. Phanh, một đạo thật lớn tiếng đánh truyền ra nương theo sen vào một đường thổ huyết bay ngược tiêu viêm thấy tiêu viêm thổ huyết rút đi tà vũ trên mặt cũng là lộ ra nhất mặt mỉm cười sau đó lần nữa song quyền nắm chặt quay phi thân lui lại tiêu viêm chuẩn xác mà nói là tiêu viêm linh hồn lực ngưng tụ thành tiêu viêm hiện tại linh hồn lực ngưng tụ tiêu viêm thực lực so với bản thể cũng là không khác biệt nhiều thậm chí bản thể không chết linh hồn lực ngưng tụ tiêu viêm sẽ không hội ngã xuống được cho là một loại khác không chết không tiêu diệt. Này cũng chính là vì sao vừa mới tiêu viêm trên người phòng ngự gần nghiền nát thời gian, biểu tình cũng là không có chút nào biến hóa nguyên nhân nơi tại. Hắn đã sớm biết được tự mình phòng ngự tuyệt đối ngăn cản không dưới năm sao đấu đế công kích, ngay tà vũ sử dụng, tà nguyệt đạp thiên bộ, sau đó, linh hồn lực ngưng tụ tiêu viêm cũng đã tại chuẩn bị phía lúc này đây đánh lén, kết quả, đương nhiên nếu như nhân mừng rỡ. Tà vũ vội vàng truy sát tiêu viêm, linh hồn lực phòng ngự đó là đến yếu nhất nông nổi, lúc này, tiêu viêm linh hồn lực ngưng tụ người tiêu viêm phát động hung hăng địa, mà, một kích, có thể dùng năm sao đấu đế tà vũ linh hồn cũng là không khỏi một trận kích động. Thấy tự mình trước mặt tiểu tử này, tà vũ trong lòng kiên kỵ vẽ càng tỏ ra nồng hậu tiêu viêm không tiếc lấy tự mình làm bia ngắm, liều mạng đã bị bị thương nặng thậm chí ngã xuống khả năng, cũng muốn làm phía linh hồn lực một kích trí mạng làm ra chăn đệm. Này phân ẩn nhẫn, này phân tâm cơ, quả nhiên là không thể vị chi không sâu. Mạnh mẽ đè xuống trong lòng kia một mặt trung động, Tà Nguyệt nhìn phía Tiêu Viêm sắc mặt cũng là càng tỏ ra xanh đen, trong lòng sát ý là nồng nặc đến cực điểm. Ma mưa đến trái đất. Quát khẽ một tiếng có tiếng lập tức theo Tà Vũ trong miệng truyền ra, theo này đạo thanh âm hạ xuống, bầu trời cũng là thoáng cái tối sầm xuống tới, cùng phong gào thét, đen như mực sắc tầm tả mưa to cũng là dường như lợi kiếm thông thường, thẳng xoát xoát rớt xuống tới toàn bộ trời cao hiện tại thoạt nhìn đều là trở nên tối nghĩa đứng lên càng tỏ ra bầu không khí không lành mạnh đối tà vũ công kích tiêu viêm cũng là không dám lộ ra chút nào đại ý bàn tay to vung lên vô số hỏa diễm xuất hiện tại tiêu viêm trước mặt ngay sau đó một tiếng thanh quát khẽ có tiếng vang lên sư linh hiện một đoàn hỏa diễm một trận nhúc nhích sau đó chậm rãi biến thành một cái hỏa diễm sư tử báo linh hiện lại là một đoàn hỏa diễm bắn ra sau đó biến thành một cái mạnh mẽ hỏa diễm con báo tiếp đó từng đạo thanh âm hạ xuống theo mỗi một đạo thanh âm hạ xuống đều là sẽ có một cái hỏa diễm hình thành động vật xuất hiện tại tiêu viêm trước người hổ linh hiện giao linh hiện thú linh hiện ngắn chỉ chốc lát bầu trời trong dĩ nhiên xuất hiện không dưới thiên loại hỏa diễm hình thành động vật sau đó tiêu viêm thân thể trên một cái vừa một cái thần bí văn đường xuất hiện tiếp theo thuấn một tiếng thấp xích có tiếng vang lên, luyện thiên đại trận, luyện thiên đại trận, là từ dị hỏa đại trận trong diễn biến mà đến, đây là một cái uy lực có chút không tầm thường hỏa diễm chồng đại trận, lấy 23 loại dị hỏa là việc chính đạo hình thành đại trận, có thể đốt cháy vạn vật. Hiện tại dùng để đối phó tà vũ, ma ngày mưa hàng, nhưng thật ra muốn dùng làm hỏa đến khắc chế ta ma mưa sao. Thực sự là ngu xuẩn. Tà vũ một trận cười nhạt, sau đó, bàn tay to vung lên, một cổ cổ băng lãnh ý càng tỏ ra nặng thêm hỏa diễm ngưng hình, luyện thiên trận thành. Lúc này, tại tiêu viêm nói ra những lời này lúc, huyền phù tại tiêu viêm trước mặt đông đảo do hỏa diễm ngưng tụ mà thành hỏa diễm động vật, đều phản phất đã bị thống nhất chỉ huy, hướng phía đám địa phương, thật nhanh bôn ba đi thiên hỏa diễm ngưng tụ mà thành động vật tứ tán mà tẩu, kỳ tràn diện, có thể tưởng tượng, là có nhiều sao đồ sộ. Mấy nghìn hỏa diễm ngưng tụ mà thành động vật, tại tiêu viêm chỉ huy hạ, bôn hướng về phía tự mình cương vị trăm nghìn hỏa linh tán thiên nhận cuối hiện nghìn trượng hỏa linh định luyện thiên đại trận thành lúc này tiêu viêm lại là niệm ra khỏi một câu cú tối nghĩa thâm ảo chính là lời nói sau đó tại trên bầu trời đứng định mấy nghìn hỏa diễm động vật thân thể trên đều là tản mát ra một tia huyền ảo ba động sau đó chậm rãi liên tiếp tại cùng nhau cuối cùng cùng tiêu viêm tương liên thành một cái khổng lồ dung hợp tuần hoàn mà tiêu viêm còn lại là này đại trận trung tâm theo cái này đại trận xuất hiện, toàn bộ bầu trời trong nhiệt độ cũng là bỗng bay lên, thoáng cái đạt được một cái cực cao giá trị vực nguyên bản uy phong lẫm lẫm băng lãnh hàng khí ở đây khắc, nhưng là dường như chuột thấy mèo, lui tại một cái tiểu trong góc phòng, không bao giờ, nửa gặp kỳ kiêu ngạo nát cường thục nhược, bởi vậy có thể thấy được. Thấy tự mình ma mưa ở đây khắc nhưng là như vậy bất kham, tà vũ sắc mặt cũng là một trận xanh đen, sau đó, trắng răng quang, một đạo chợt quát có tiếng vang lên, ma ngày mưa hàng, diệt thương hoàng. Sau đó, toàn thân đấu khí đều là dùng đi ra, biến thành từng đạo hàng khí, dũng mãnh vào ma mưa trong có những này đấu khí gia nhập, kia nguyên bản quể oải không phấn chấn hàng khí cũng là như là ăn đại thuốc bổ, thoáng cái uy lực tăng nhiều, nguyên bản cực cao nhiệt độ không khí lúc này cũng là giảm xuống không ít, hình thành một mặt nóng trực, một mặt hảo lãnh khí tức cục diện. Ma mưa rơi, bác hoang hãm. Lại là một đạo quát lạnh có tiếng vang lên, nguyên bản rơi lả tả đen như mực sắc hạt mưa, ở đây khắc, nhưng là hội tụ đứng lên, hình thành từng đạo dường như long quyển phong thông thường đen như mực sắc mưa trụ, mưa trụ nơi đi qua, hoàng sắc thổ nhưỡng đều là dường như chân phát rồi thông thường, không thấy hình bóng, chỉ để lại từng mảnh từng mảnh thật lớn tự thạch, ngay cả tự thạch trên đều là gồ ghề, hoặc nhìn làm người một loại thế không thể đỡ hình dạng. Mưa trụ thành, bác hoang hãm. Khi đen như mực sắc mưa trụ dĩ nhiên kinh khủng như vậy, đối mặt kia kinh khủng mưa trụ, tiêu viêm nhưng là không có chút nào động dung, sang sản thanh âm vang vọng tại đây phiến thiên địa, luyện thiên đại trận động, phần thiên trứ địa, mà, thạch không chuyển. Tiêu viêm sang sản thanh âm hạ xuống sau, lấy tiêu viêm làm trung tâm kỳ dị đại trận đột nhiên gió xoáy hãy xoay tròn đứng lên, xa xa nhìn lại, một cái thật lớn hỏa hồng sắc thật lớn củi xuất hiện tại bầu trời, kia kinh khủng tối sầm đỏ lên, qua lại không ngừng trùng kích mỗi một lần trùng kích đều có thể dùng đại trận xung quanh cự thạch biến thành một bao quanh yên phấn. Vậy kịch liệt va chạm, giống long trời lỡ đất, làm người một loại cuối thời đã tới thông thường. Đỏ lên tối sầm không ngừng va chạm, nương theo phía bọn họ mỗi một lần va chạm, đại địa đều là hội không ngừng chấn động, có địa phương thậm chí trải qua nước ra rồi đạo đạo khe hở. ts Cầu hoa tươi, cầu giữ gốc hoa tươi. Đấu phá các huynh đệ cấp lực đứng lên A cấp dưa chua động lực. Cầu hoa tươi. Nhãn không chết bất diệt long quyển phong thiên trận phần thiên không chết tiêu viêm nhìn trước mắt cảnh tượng, đôi mắt trong không khỏi lộ ra một mặt cảm thán vẻ, bực này công kích nếu như tại đấu khí đại lục thượng sợ rằng đã sớm thanh toàn bộ Trung Châu bị hủy sao. Mà ở ở đây, gần là cự thạch hóa thành phấn, động đất động hé mà thôi, khả viễn cổ đại lục không gian vững chắc trình độ có thể nói điều không phải thông thường cường hãng a nhìn phía củi trong đang ở tứ lược có vài đen như mực vẽ mưa trụ trong mắt băng lãnh vẽ vũ nồng hừ phu với ngoan cố chống lại hừ lạnh một tiếng chợt bàn tay to vung lên trong thiên địa từng đạo hỏa thuộc tính năng lượng đều là dần dần dâng lên sau đó dường như nước sôi thông thường kịch liệt sóng gió nổi lên luyện thiên đại trận nghịch trong thiên địa hỏa thuộc tính năng lượng đột nhiên một nhược sau đó mạnh bạo phát của trạng thật lớn trận pháp lúc này cũng là rất nhanh trái ngược hướng xoay tròn đứng lên, một cổ cổ nghịch hướng xoay tròn lực lượng cùng vừa mới theo kim đồng hồ xoay tròn năng lượng cũng là bỗng nhiên gặp nhau, giao tiếp chỗ, không gian đều là hung hăng địa, mà, vặn vẹo, xa xa nhìn lại, giống như là một ngày đêm đinh ốc tràn buộc thông thường, kia hắc sắc mưa trụ gặp gỡ này theo kim đồng hồ cùng nghịch kim. Đồng hồ xoay tròn giao tiếp chỗ, cũng là bị quấy hỗn loạn không ngớt, trong lúc nhất thời, tiêu viêm đạt được thượng phong chi thế, mưa nhìn này một màn, sắc mặt cũng là hơi đổi, tiểu tử này, có thật không như vậy khó đối phó. Thế nhưng lúc này, tự mình đại ca, nhị ca, đám người đang ở toàn lực chặn lại tiêu viễn, tự mình căn bản không có qua đi hỗ trợ thời cơ, tuy rằng tự mình không muốn thừa nhận, thế nhưng phải phải thừa nhận, tự mình trải qua bị trước mắt tiểu tử này triệt để tha trụ, căn bản vô thời gian nhàn hạ đi giúp trợ đại ca, nhị ca vây giết tiêu viễn sự tình hôm nay, sợ rằng rất khó đủ. Nghĩ đến đây, tà vũ cũng là đôi mắt hơi hiếp, sau đó, phản phất là hạ định rồi cái gì trọng đại quyết định thông thường, hung hăng địa, mà, cắn răng một cái quang, trên mặt tuôn ra một mạc tàn nhẫn vẻ. Tiểu tử, đây là ngươi ta. Nói đến chỗ này, tà vũ cũng là theo bào vung lên, một bả hắc sắc trường đao đó là xuất hiện tại tiêu viêm trước mắt nhìn trước mắt này thanh không biết tên trường đao, tiêu viêm đôi mắt không có tới do hơi vừa nhảy, trong lòng dĩ nhiên không tự chủ được mọc lên một mặt hàng ý. Đây là thế nào một cây đao cao, đao ba thước có thừa, đao phong dài chừng bảy xích, trung gian hậu, đao tim nhưng là bạc như thiền cánh, đao mặt trên, khắc phía dị thường không rõ thần bí văn đường, sống dao trên, sáu ước chừng kê đảng lớn bé viên hoàng một chữ sắp hàng phía, sáu viên hoàng, vừa mới theo đao tim sắp hàng đến đao vĩ đao thanh, hoặc nhìn tạo hình rất là kỳ lạ, mà chui đao chỗ, mà tay cầm này bệnh khí tức đại đao tà vũ, lúc này cũng là vẻ mặt trịnh trọng, cẩn cẩn giựt giựt nắm. Chui đao, quả đấm chắp tay mà đứng, đao tim nơi chỉ chỗ, không có bất luận cái gì đấu khí ba động, thế nhưng không gian nhưng là lặng yên nghiền nát. Đao này, chưa ra, liền có làm không gian nghiền nát chi thế. Đao này, chưa ra, nhưng làm người vô hạn hàng ý. Đao này, chưa ra, khiến người ta bằng thêm một mặt áp lực. Tiêu viêm nhìn đao tim chỗ, kia lặng yên nghiền nát hắc sắc hư không, tuy rằng chỉ có một chút điểm, thế nhưng tiêu viêm nhưng là sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, con người một trận co rút lại, song trưởng chẳng biết khi nào, trải qua vô ý thức tạo thành nắm tay, làm thành phòng ngự chi trạng không để ý đến tiêu viêm khuôn mặt trên ngưng trọng vẻ, tà vũ già nua thanh âm vang lên, đao này hoáng danh, huyết ẩm, một đao xuất thủ phi vạn lý, không dính địch huyết thể không về, nơi trảm đầu thiên. Nghìn vạn, thất thủ một ông dẫn lực hồi. Nghe được tà vũ thì thào tự nói chuyện, Tiêu viêm cũng là đầu mi không khỏi vừa nhíu, sau đó, lại là rất nhanh sơ tán ra, lập tức cũng là biết được vì sao vừa mới Tà Vũ mới sử xuất bực này kinh khủng lợi khí dựa theo hắn theo như lời, kia huyết ẩm đao vừa ra, phải đánh chết địch nhân, bằng không sẽ bị huyết ẩm đao phệ chủ, cũng chính là cái gọi là tuyệt mệnh một đao. Một đao ra, địch nhân chết, tự phe mình có thể sống. Một đao ra, địch nhân sống, tự mình sẽ gặp chết. Đây là ta lần thứ hai dùng ra cái này đồ vật, lần đầu tiên, đối tượng là một cái nửa bước bước vào sáu tinh đấu đế cường giả. Ngày hôm nay ta dùng làm nó đến kết thúc ngươi sinh mệnh, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Nghe thế câu, tiêu viêm trong lòng cũng là hung hăng địa, mà, chấn động, hắn dĩ nhiên đối một vị nửa bước bước vào sáu tinh đấu đế cường giả xuất thủ, hắn bây giờ còn sống. Như vậy chẳng phải là ý nghĩa kia huyết ẩm đao trải qua chém giết vị kia cái gọi là nửa bước sáu tinh đấu đế. Nghĩ đến đây, tiêu viêm sắc mặt càng tỏ ra ngưng trọng, đau tim kinh sĩ, xa xa chỉ vào tiêu viêm, đau tim tại không trung nơi đi qua, không gian không có chỗ nào mà không phải là lặng yên nghiền nát. Sống hay chết? Chỉ có chiến qua hậu phương sao biết được hiểu? Luyện thiên đại trận tán, vạn hỏa về bổn nguyên. Tiêu viêm một tiếng thấp xích, sau đó kia không gì sánh được huyền ảo đại trận ầm ầm mở tung, biến thành hư vô, lúc này... Khi đông đảo hỏa diễm động vật cũng là lần nữa biến thành một bao quanh nhan sắc khác nhau hỏa diễm huyền phù tại bầu trời, cùng đợi tiêu viêm hiệu triệu. Dị hỏa bản đệ nhị 12, vạn thú linh hỏa, trở về vị trí cũ. Dị hỏa bản thứ 21, trở về vị trí cũ. Dị hỏa bản thứ 19, thanh liên địa tâm hỏa, trở về vị trí cũ. Một đạo xanh nhạt hỏa diễm, tự trên bầu trời bắn về phía tiêu viêm đỉnh đầu, lẳng lặng huyền phù phía. Nương theo phía tiêu viêm một đạo tiếng quát vang lên, đó là sẽ có phía một đạo dị hỏa theo nơi xa xôi ở ngoài phá không mà đến, cuối cùng nghe theo hắn hiệu lệnh, xoay quanh tại tiêu viêm đỉnh đầu trên, lẳng lặng huyền phù phía, vậy nát, tự phản phất tiêu viêm hóa thân để hỏa diễm trong đế vương thông thường, ngón tay chỗ, mặt dám không theo. Trên thực tế cũng đang là như vậy. Dị hỏa bản đệ tam, tịnh liên yêu hỏa, trở về vị trí cũ. Một đạo màu hồng sắc dị hỏa bản, đệ nhị, hư vô nuốt viêm, trở về vị trí cũ. Lại là một đạo hơi hắc sắc hỏa diễm hướng phía tiêu viêm bay qua đi. Dừng một chút, một tiếng rống to hơn có tiếng vang lên, dị hỏa bản đệ nhất, đà xá cổ đế viêm, đi ra. Nương theo phía này đạo thanh âm hạ xuống, tiêu viêm thân thể trong cũng là bỗng nhiên tuôn ra một đạo trong suốt quan đoàn, huyền phù tại tiêu viêm đỉnh đầu tối phía trên. Phanh Nương theo phía kia đoàn trong suốt quan đoàn lượt tiếng cuối cùng tiêu viêm đỉnh đầu chỗ giờ, một đạo hắc sắc hỏa trụ, cũng là phóng lên cao, 22 đạo hỏa trụ chậm rãi chết đi, cuối cùng đều tại giữa không trung ngưng tụ, hỏa diễm giao hòa chỗ, một thanh nhan sắc hoa mỹ cổ xích, cư nhiên là ngưng hiện ra. Dị hỏa hằng cổ xích Đương nhìn thấy chui này cả vật thể lượng quanh phía huyến lệ hỏa diễm cổ xích giờ, cổ nguyên đám người mắt đồng rồi đột nhiên co rụt lại, tuy nói là gặp qua một lần, thế nhưng kinh hô thanh âm chính nhịn không được truyền đi ra. Dị hỏa hằng cổ xích trong truyền thuyết có thể vượt cấp khiêu chiến dị hỏa hằng cổ xích đương sơ trấn áp hồn tộc hồn thiên đế vũ khí dị hỏa hằng cổ xích hôm nay tại viễn cổ đại lục chính thức bộc lộ hắc phong khẩu phía chân trời trên khi thủy hỏa đồng sinh viêm sinh ra kỳ dị không gian nội tiêu viêm hiện tại đã đi tới cự ly kia thủy hỏa đồng sinh viêm bản thể bất quá thập trượng hơn địa phương đó là bị một cổ cổ nhiệt khí lưu cũng hoặc là lãnh khí lưu ngăn trở không cho hắn đi trước Tiêu Viêm hiện tại cũng là buồn bực, này linh hỏa bản trên bài danh nhất 18 linh hỏa, linh tính thế nào như vậy nhược. Coi như là đương sơ thu tịnh liên yêu hỏa, tịnh liên yêu hỏa là yếu nhất linh hỏa, thời gian, linh tính cũng so với này mạnh hơn rất nhiều a, thế nào bài danh càng đi trước, linh tính lại càng vi bất kham a. Thế nhưng, này một cái ý niệm trong đầu tại Tiêu Viêm trong đầu cũng là đương nhiên, nhất trọng yếu đó là tại đây thủy hỏa đồng sinh viêm sinh ra địa phương tìm kiếm nhìn có hay không sinh tử đạo linh quan tồn tại. Một cổ cổ dòng nước lạnh cũng hoặc là nhiệt lưu ngăn trở xen vào, đối này, tiêu viêm cũng là không dám có điều chậm trễ, tuy rằng hắn được xưng viêm đế, nắm trong tay thiên hạ hỏa diệu, thế nhưng linh hỏa cùng dị hỏa có thể nói là một trời một vực, không thể so sánh nổi. Dù sao đây là hắn lần đầu tiên thu linh hỏa, cẩn thận một điểm chính nhất ổn thỏa biểu hiện. Tâm thần khẽ động, thân thể trong dị hỏa đều bừng lên, sau đó biến thành một tầng cùng loại với long lân thông thường dị hỏa nhuyễn giáp. Nương theo sen vào này do dị hỏa ngưng tụ mà thành long lân nhuyễn giáp, tiêu viêm đối với khi đó mà hàng lãnh đến quốc tủy, khi thì nhiệt đến tâm linh kỳ dị hỏa diễm cũng là không ở e ngại. Chậm rãi quay kia kỳ dị hỏa diễm bước đi, bởi vì khác thường hỏa tương hộ, tiêu viêm rất nhanh đó là đi tới kia thủy hỏa đồng sinh viêm hai bên trái phải. Lúc này tiêu viêm cũng là chân chính thấy được kia thủy hỏa đồng sinh viêm bộ mặt thật sự đó là một đoàn cùng loại với kiếp trước tiêu viêm gặp qua bát quái hình dạng thông thường không đồng dạng như vậy là bát quái là hắc bạch hai sắc mà này một cái đồ vật còn lại là lam hồng hai sắc còn có một chắc hẳn tiêu viêm xuyên thấu qua quan đoàn mặt ngoài có thể mơ hồ thấy kia lam hồng hai sắc trong hỏa diễm giang đều cũng có ta một cái nắm tay khổ trẻ mới sinh tại ngũ say thủy hỏa đồng sinh viêm bên trong có hai cái nắm tay khổ trẻ mới sinh tại ngũ say cách không được linh tính như vậy thấp nguyên lai linh hỏa chi linh không chỉ có ngủ say, còn nhỏ như vậy. Tiêu viêm không khỏi đích thì thầm một tiếng. Sau đó, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lẩm bẩm nói, này đều không phải thủy hỏa đồng sinh viêm. Thứ này đảo cũng không có thể nói điều không phải linh hỏa, điều không phải thủy hỏa đồng sinh viêm, mà chỉ có thể nói hắn là thủy hỏa đồng sinh viêm, âm dương hợp tế sở sinh ra gì đó, có thủy hỏa đồng sinh viêm cự đại bộ phận năng lực, thế nhưng duy nhất không đủ đó là không có thủy hỏa đồng sinh viêm uy lực. Thứ này, xưng là thủy hỏa đồng sinh viêm có lẽ có ta miễn cưỡng, linh hỏa bản trên đối với loại này đồ vật cũng là có xen vào nói rõ, tương này một loại đồ vật xưng là âm dương địa hư hỏa. Tên gọi tắc địa hư hỏa. Dị hỏa có lưỡng chủng thuộc tính, thiên trì hỏa cùng địa hư hỏa. Người trước toàn bộ xưng là thiên trì tử hỏa, thì sử nhưng bản thể ở ngoài lớn nhất, cũng là nhất cường đại hỏa diễm, mà địa hư hỏa còn lại là lưỡng chủng hỏa diễm sản sinh dị biến cho ra tương dung kết quả, này một loại đồ vật, đựng lưỡng chủng hỏa diễm một điểm bổn nguyên, cho nên đối với với này lưỡng chủng hỏa diễm một ít năng lực đều là thoáng biết được một ít, thế nhưng nhưng không có bản thể như vậy cường hãn. Tổng nói đến, địa hư hỏa tính trên là một loại tương đối lánh loại hỏa diễm, cùng đương sơ hư vô nuốt viêm thiên trì tử hỏa bất đồng, thế nhưng vừa cùng linh hỏa cùng một nhịp thở, sở dĩ nói, phi thường hiếm thấy. Linh hỏa bản trên quy nạp tất cả linh hỏa, đồng thời đối một ít linh hỏa thiên trì tử hỏa cũng hoặc là địa hư hỏa, còn có chắc hẳn một ít sen gì đó, đều đại khái đề cập một chút, tiêu viêm từ đi tới này viễn cổ đại lục sau đó, hầu như nhất có lúc gian tự hỏi thăm linh hỏa tin tức, cho nên mới lại nhận ra thứ này đều không phải thủy hỏa đồng sinh viêm, mà là cùng chi tương quan địa hư hỏa. Sở dĩ tuy rằng ở đây đã không có thủy hỏa đồng sinh viêm, nhưng là không rốt cuộc hoàn toàn không có thu hoạch, trước, trước mắt này nhất đám địa hư hỏa chắc hẳn tốt nhất chứng kiến, Thế nhưng, hiện tại lớn nhất tiếc núi chắc hẳn ở đây đã không có thủy hỏa đồng sinh viêm, tự ý nghĩa một có chút tồn tại sinh tử đạo linh quan khả năng. Thế nhưng, có địa hư hỏa, tiêu viêm có thể cảm ứng tìm kiếm chân chính thủy hỏa đồng sinh viêm. Nghĩ tới đây, tiêu viêm khóe miệng cũng là khơi màu nhất mặt dáng tươi cười, vương tay trưởng, quay kia chậm rãi xoay tròn địa hư hỏa chậm rãi tìm kiếm. Tiêu viêm đỉnh đầu chỗ, một bả cả vật thể lượng quanh sen vào huyến lệ hỏa diễm phong cách cổ xưa thước đo đang ở lẳng lặng xoay quanh sen vào thước đo ước chừng tam thốn khoan dài chừng ba thước thước đo trên một cái cái thần bí văn đường do thước đo đỉnh chấp duyên hướng về phía xích chui chỗ sau đó im bặt mà dừng không có đầu cũng không có vĩ làm cho một loại không chỗ tìm kiếm cảm giác toàn bộ thước đo ngoại trừ này cái thần bí văn đường ở ngoài cùng phổ thông thước đo một có chút bất đồng chỗ thế nhưng tự là như thế này một bả thoạt nhìn thập phần chi phổ thông thước đo, tại đấu khí trên đại lục cũng trong truyền thuyết tồn tại, so với chi đương sơ hồn thiên đế triệu hồi ra đến, trảm đế huyết quỷ nhận, còn muốn thần bí nhiều hơn nhiều. Mới vừa rồi cổ nguyên đám người thấy tà vũ xuất ra chui này uy lực khó lường đại đao giờ, trong lòng đều là không có tới tùy vào căng thẳng, sau đó nhìn phía tiêu viêm con ngươi trong nhịn không được toát ra nhất mặt lo lắng vẻ, thế nhưng mình cũng bất lực, loại cảm giác này nhưng có thể dùng cổ nguyên những này đương sơ tại đấu khí trên đại lục đỉnh nhân vật sản sinh một cái cường liệt tương phản cái loại cảm giác này hình như là do một cái hoàng đế một đêm biến thành một cái bần nông thông thường bị vây hạ tầng rất nhiều chuyện rất nhiều thời gian đều là hữu tâm vô lực duy nhất có thể làm được chắc hẳn không lạp tiêu viêm chân sau khiến hắn toàn lực ứng phó trước mắt chuyện tình mà cho là tiêu viêm triệu hồi ra tới đấu khí trên đại lục viễn cổ nhất thần bí dị hỏa hằng cổ xích lúc đôi mắt trong lo lắng trong nhất thời tiêu tán không ít đấu khí trên đại lục trong truyền thuyết gì đó có thể xoa sao này là bọn hắn ý nghĩ trong lòng coi như tiêu viêm đỉnh đầu trên dị hỏa hằng cổ xích xuất hiện lúc tiêu viêm đột nhiên cảm giác được mình nạp linh nhẫn một trận nhịn không được trung phản phất là này dị hỏa hằng cổ xích đối với hắn sản sinh thật lớn lực hấp dẫn hay là này dị hỏa hằng cổ xích minh minh trong triệu hoáng xen vào nó đây là tiêu viêm đáy lòng tự nhiên mà vậy sản sinh đi ra một tia ý niệm trong đầu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tiêu viêm nhịn không được lẩm bẩm nói dị hỏa hằng cổ xích thế nào lại sản sinh như vậy biến cố rốt cuộc là bởi vì vi trước mặt chui này huyết ẩm đao chính thực sự dường như mình trong lòng kia tia tương đồng là mình nạp linh nhẫn trong nào đó một cái đồ vật cùng này dị hỏa hằng cổ xích sản sinh minh minh trong một tia liên quan mới có thể dùng phát sinh chuyện như vậy. Nghĩ đến đây, tiêu viêm phân ra một tia linh hồn lực dũng mãnh vào nạp linh nhẫn trong, hướng kia cùng dị hỏa hằng cổ xích, sản sinh cảm ứng gì đó tìm kiếm đi. Nạp linh nhẫn trong, khắp ngõ ngách trong, một bả ngâm đen thước đo đang ở liên tiếp ong ong không ngớt, tiêu viêm linh hồn lực tìm tới nơi này thời gian, phát hiện nguyên lai like cái kia ngâm đen thước đo cũng liên tiếp tại liên tục rung động, đồng thời cũng phát ra một trận vù vù minh có tiếng, tự hồ là tại đáp lại kia dị hỏa hằng cổ xích cảm ứng. Đây là Tiêu viêm thấy chui này ngâm đen thước đo, lập tức cũng là trong lòng rùng mình, chui này cả vật thể phím sen vào ngâm đen quang mang thước đo, chắc hẳn đương sơ tiêu viêm tại đấu giá hội chụp được đến chui này thần bí thước đo. Về phần đương sơ chụp được nguyên nhân có hai cái phương diện. Nhất là mặt trên viết một cái cổ đại triện thể chữ nhỏ, phúc. Thứ hai là có thể hành động một thanh vũ khí, mình tại đều đấu khí đại lục luôn luôn am hiểu vũ khí đó là thước đo sở dĩ đó là phách ra mua nhất là lưu làm hoài niệm thứ hai là thế nhưng giờ này khắc này cũng tự hỏi mấy thứ này thời gian bởi vì một bên tà vũ đã nổi lên được rồi lạnh thấu xương công kích tùy thời khả năng phát sinh mình phải làm tốt tùy thời ứng đối đối phương công kích chuẩn bị sở dĩ lập tức còn lại là mạnh mẽ đè xuống trong lòng này cái nghi hoặc toàn tâm toàn ý nổi lên xen vào hảo đến ứng phó tà vũ lúc này đây công kích Tà Vũ nhìn về phía tiêu viêm đỉnh đầu chui này phong cách cổ xưa thước đo, còn lại là con ngươi hơi co rụt lại, trước mắt thước đo tuy nói là không có bất luận cái gì ba động, thậm chí ngay cả không gian đều là không có bất luận cái gì ba động, hoặc nhìn tựa hồ đã không có chút nào công kích lực, thế nhưng Tà Vũ là một cái sống trên vạn năm nhân, tuy nói thực lực thiếu chút nữa, chỉ có năm sao đấu đế, thế nhưng hắn nhãn lực kính nhi cũng một chút cũng không nhược, trước mặt thước đo thập. Phần bình thường, tự hồ không có khả năng cho hắn mang đến chút nào thương tổn, thế nhưng tà vũ mí mắt cũng không tự chủ được nhảy lên lên, hơn nữa tần suất càng lúc càng khoái. Đấu đế cường giả đều có thể biết được một ít gần chuyện đã xảy ra hỏa phúc, hiện tại mình cảm ứng cũng như vậy bất hảo, lập tức, nhìn phía tiêu viêm con mắt còn lại là ngưng trọng đến cực điểm. Một trận chiến này, không chỉ có là tiêu viêm cùng tà vũ chiến đấu, cũng là dị hỏa hằng cổ xích cùng huyết ẩm đao trong lúc đó chiến đấu phong cách cổ xưa dị hỏa hằng cổ xích cùng công kích lạnh thấu xương một đau tuyệt mệnh huyết ẩm đau đến tột cùng người nào lại càng mạnh một bậc lúc này ngay cả là đã biết mình dùng ra bảo mệnh thủ đoạn huyết ẩm đau lúc chính không có trăm phần trăm xác suất một kích chém giết tiêu viêm thế nhưng hiện tại đau hồn đã thức tỉnh muốn rút khỏi cũng là không có khả năng khả ngay cả có thể rút khỏi như vậy huyết ẩm đau cũng sẽ bởi vì đau hồn thức tỉnh nhưng vị đạt được địch nhân tính mệnh mà sản sinh vệ chủ khả năng sở dĩ nói hiện tại tà vũ là đau tại cảnh trên phải ra ra khỏi còn có thể nhất bác không ra tắt hẳn phải chết không thể nghi ngờ hai cái tương giác tự nhiên không khó lựa chọn hít sâu một hơi nắm huyết ẩm đau hai tay cũng là không khỏi lần nữa nắm chặt một ít sau đó hét lớn một tiếng hướng phía tiêu viêm xung phong liều chết đi thấy mà đến tà vũ tiêu viêm cũng là sắc mặt nhất ngưng bàn tay bay nhanh lộ ra đồng loạt ở xoay quanh tại mình đỉnh đầu trên phong cách cổ xưa thước đo. Ngay sau đó cường đại linh hồn lực lượng tụ tập, một đạo bén nhọn linh hồn âm ba bắt đầu từ tiêu viêm trong miệng bắn ra, nơi đi qua, không gian đều là đều nghiền nát, để lại một cái thật dài không gian cái khe đang không ngừng tứ lượt. Theo này đạo âm ba công kích phóng suốt lúc, tà vũ cũng là phải chống đối này đạo nguyên với linh hồn trùng kích, mà chắc hẳn ở phía sau, tiêu viêm thân ảnh đã nhiên đi tới tà vũ trước mặt, tiếp theo thuấn phong cách cổ xưa thước đo hướng phía tà vũ thẳng tắp đánh rớt xuống phía dưới. Sở rơi chỗ, đúng vậy tà vũ đầu. Bởi vì thước đo rơi quá nhanh, dẫn đến trong quá trình cùng không khí sản sinh chói tai âm bạo có tiếng, mà chắc hẳn lúc này, tà vũ đã theo tiêu viêm linh hồn trùng kích trong phản ứng qua đây, thấy được đang ở cấp tốc rơi vào mình trên người phong cách cổ xưa thước đo, lập tức, cũng là cầm trong tay, huyết ẩm đao, sống dao tầm ầm long. Một trận bén nhọn giao kích chi tiếng vang lên, nguyên bản sắc bén không gì sánh được lưỡi dao phản phất là cùng sắt thép đánh lên thông thường, chấn tà vũ bàn tay một trận tê dại. Phía trên tiêu viêm thấy một kích không có đạt được chút nào kiến thụ, trái lại hổ khẩu một trận tê dại, lập tức cũng là đem cổ xích theo lưỡi dao đi xuống đi, ý đồ một kích kích đoạn tà vũ cánh tay, lúc này, tà vũ tê dại cánh tay cũng là theo cổ xích một đường trượt, cuối cùng cổ xích cùng lưỡi dao tại tà vũ lưng trên qua lại ma sát. Xa xa nhìn lại, tà vũ lúc này chắc hẳn quả đấm đem sống dao lưng tại mình lưng trên mà tiêu viêm cổ xích cũng là rơi vào tà vũ lưng trên chui này đao lưỡi dao trên sản sinh trận trận vù vù minh có tiếng hai kiện vũ khí dĩ nhiên là người nào đều không làm gì được người nào thế nhưng thật là như vậy sao điều không phải tà vũ công kích phương pháp là một đao quyết mệnh hắn chỉ có một hồi hợp cơ hội tiêu viêm dị hỏa hằng cổ xích còn lại là đã không có cái này hạn chế sở dĩ nói chỉ cần tiêu viêm tại tà vũ công kích hạ nửa kiên trì hai chiêu, thấu đủ một cái hiệp, như vậy không cần tiêu viêm, hắn tà vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một bên cùng tiêu viễn giao thủ tà nguyệt cùng với tà tâm thấy mình tam đệ đem, huyết ẩm đao, xuất ra hậu đều là một có thể thế nhưng tiêu viêm, lập tức cũng là con ngươi cấp bách lui, sau đó, hai người như là thương lượng được rồi dường như. Chính ở một bên hiệp trợ tà nguyệt công kích tiêu viễn tà tâm lúc này cũng hướng phía tiêu viêm bay tới ý đồ cùng tam đệ tà vũ lập tức chém giết tiêu viêm. Hai cái năm sao đấu đế công kích tiêu viêm. Hơn nữa tà tâm đẳng cấp là đạt được năm sao đấu đế đỉnh. Cự ly lục tinh đấu đế cũng bất quá một bước mà thôi, mà tự là như thế này một cường giả, dĩ nhiên cùng mình tam đệ, người thực lực đạt được năm sao đấu đế sơ kỳ tà vũ hợp lực công kích tiêu viêm. Hai gã năm sao đấu đế vây công một cái tam tinh đấu đế sơ kỳ tiêu viêm, đó có thể thấy được đối tiêu viêm phải giết chi tâm, mặc dù là tiêu viêm linh hồn lực đạt được thánh cảnh. Nếu là tà tâm thêm vào đối tiêu viêm vây công, như vậy tiêu viêm tình cảnh có thể nghĩ. Thấy tà tâm rời khỏi vây công mình chiến đoàn, tiêu viễn lập tức cũng là đôi mắt chi trung thần sắc cũng là bổng đại biến, tiêu viêm thực lực mới vừa rồi khám tham đạt được tam tinh đấu đế sơ kỳ, coi như là hắn bằng vào sen vào hắn kia tiến nhập thánh cảnh giới linh hồn mình kinh khủng hỏa diễm, có thể cùng năm sao đấu đế sơ kỳ tà vũ tương chiến, hơn nữa hơn một chút, thế nhưng lúc này tiêu viêm tại tiêu viễn xem ra, đã là đến cực hạn, nếu là tà tâm thực lực này đạt được năm sao đấu đế hậu kỳ. Đỉnh, tùy thời có thể bước vào lục tinh đấu đế cường giả thêm vào chuyện, như vậy tiêu viêm ngã xuống cũng chỉ là phân giây phút dây chuyện tình mà thôi, loại này kết cục, tiêu viễn đương nhiên là không muốn thấy. Thế nhưng, tà nguyệt tam quân, trong lão đại tà nguyệt thực lực cũng là không cho khinh thường, tuy rằng so với chi mình thoáng thấp như vậy một đường, thế nhưng ngăn cản mình không cho cầu người là hoàn toàn mới có thể mình mặc dù có nắm chặt đánh bại tà nguyệt thế nhưng cũng vài phần chung thời gian có thể đủ đến sở dĩ nói tại tiêu viễn xem ra tiêu viêm hôm nay tình cảnh có thể nói là không ổn đến cực điểm tà nguyệt tiêu viêm là của ta hậu bối ngươi hôm nay nếu là dám giết hắn ta tất nhiên muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn ngay cả ta tiêu tộc nhất mạch tự viễn cổ dị tộc đại chiến sau đó xuống dốc nhưng có phải thế không các ngươi mấy cái đấu đế có thể khi dễ hiện tại rời đi ta coi như chuyện gì cũng không có phát sinh bằng không hôm nay qua đi ta tất nhiên muốn cho ngươi tà ta nguyệt tam quân tiêu thất thấy tà tâm đã quay tiêu viêm phóng đi mấy cái trong nháy mắt sau đó đó là rơi vào tiêu viêm trước mặt tiêu viễn cũng bị tà nguyệt tha trụ vô pháp phân thân cầu viện lúc này cũng là nhịn không được uy hiếp nổi lên tà nguyệt thế nhưng có thể tu luyện đến như vậy nông nổi cường giả vừa có bao nhiêu người đang hồ người khác uy hiếp. Tu luyện một đường, vốn là là nhất kiện thập phần nguy hiểm chuyện tình, sát nhân đoạt bảo, vốn là là tư không kiến quán chuyện tình, cho nên đối với với bọn họ mà nói, bọn họ đầu đều là chớ tại mình đai lưng trên, tùy thời đều mới có thể rơi xuống, có thể này một giây hải sống, một giây sau tự thành nhất cụ băng lãnh thi thể. Sở dĩ nói, loại này uy hiếp, đối với bọn họ mà nói, như thối lắm, một một điểm tác dụng trái lại còn có thể kích khởi bọn họ trong lòng thị huyết ý niệm trong đầu tà nguyệt tam quân tự là nhân vật như vậy mỗi ngày sống ở người khác truy sát cùng với truy sát người khác sinh hoạt trong sở dĩ nói tiêu viễn uy hiếp hắn một điểm cũng không có để ở trong lòng trái lại khạc khạc cười quái dị một tiếng khàn khàn thanh âm cũng theo kỳ hầu trong truyền đi ra tiêu viễn ngươi nghĩ rằng ta là ba tuổi tiểu hài tử đây ta tà nguyệt quá chắc hẳn liếm huyết sinh hoạt Ngươi cư nhiên còn cầm cái này uy hiếp với ta, quả nhiên là buồn cười cực kỳ. Ngu xuẩn vô cực. Này đó là diệt các ngươi, tương lai này nặc đại đại lục lẽ nào không có ta tà vũ dung thân nơi. Dừng một chút, kia phổ thông gà trống tiếng nói thông thường thanh âm vừa vang lên tiêu viễn, hôm nay có ta tại, ngươi mơ tưởng đi cầu viên cái kia tiểu tử. Cùng lúc đó, cổ nguyên, chúc không đám người thấy tà tâm hướng về tiêu viêm vọt tới, lập tức, đám sắc mặt cũng là bỗng đại biến, tà tâm thế nhưng nửa bước sẽ bước vào lục tinh đấu đế siêu cấp cường giả, hắn nếu là vây công tiêu viêm, như vậy tiêu viêm không phải là nguy hiểm. Nghĩ đến đây, cổ nguyên, chút không sắc mặt hắn giọng, rồi lại là không hề biện pháp, lập tức là vừa sốt ruột có tức giận. Về phần huân nhi, màu lân hai nàng tại biết được lắc đầu, có trào phúng nhìn tà vũ, nhàn nhạt thanh âm mọc lên, chẳng lẽ các ngươi tà nguyệt tam quân hàng đầu như thế chăng phù thực, đối phó ta như thế một cái nho nhỏ tam tinh đấu đế, Tuy nhiên tới hai cái năm sao đấu đế, trong đó còn có một chỉ kém nửa bước có thể bước vào lục tinh đấu đế cường giả, xem ra, ta thực sự là vinh hạnh rất nột. Nói xong, còn không khỏi sách sách ra. Nghe được tiêu viêm chuyện, kia tà tâm dĩ nhiên cũng không tức giận, trái lại đương nhiên gật đầu, đạo ngươi không có thể như vậy thông thường tam tinh đấu đế A, à, có thể lấy tam tinh đấu đế giai chớ để lùi năm sao đấu đế nhân, ta này chính lần đầu tiên thấy đây. Sách sách, hơn nữa như vậy tuổi còn trẻ không chỉ có là linh hồn bước vào thánh cảnh giới, nhưng lại giống như này kỹ càng chế thuốc thuật, ngươi thật đúng là một cái khó lường nhân tài, nếu là ngươi đợi được có thực lực trở ra, có thể ngươi ngày khác đó là có thể đơn giản siêu việt là thân, bất quá, rất đáng tiếc, ngươi không có kia một cơ hội. Dứt lời, đôi mắt hơi nhất ngưng, sau đó, bàn bạc đấu khí theo kỳ trong cơ thể phun dũng ra, trong lúc nhất thời thiên địa đều hơi bị tối sầm lại. Nhìn thấy vậy biển khí thế, Tiêu viêm con mắt cũng là hơi nhất ngưng, nhìn chắp tay mà đứng lão giả, trong lòng cũng là phải thừa nhận, lão giả thực lực thật sự là tương đương kinh khủng, gần dựa vào khí thế có thể khiến mình đấu khí lưu động tốc độ hoãn chậm lại, thậm chí có ngưng kết xu thế. Này nửa bước bước vào lục tinh đấu đế lão giả quả nhiên điều không phải năm sao đấu đế sơ kỳ tà vũ có thể bằng được, thực lực của chính mình chống lại tà vũ còn có thể đủ hơi hơn một chút, thế nhưng nếu là cùng trước mặt cái này lão giả giao thủ chuyện mình muốn thủ thắng khả năng tính vi linh, bình thủ tỷ lệ sẽ không vượt lên trước nhất thành, khám tham chống đối xác suất cũng bất quá ngủ ngủ chi sổ. Coi như là tiêu viêm có thể khám tham chống đối, hai bên trái phải còn có một năm sau đấu đế tà mưa lúc này trong, tuy nói là mới vừa cùng mình đại chiến một hồi, thực lực thập đã qua tam, thế nhưng thực lực của chính mình hiện tại cũng là có sở tổn hao, không có biện pháp phát huy đỉnh trạng thái thực lực. Trận chiến đấu này, là tiêu viêm đi tới này viễn cổ đại lục trên lần thứ hai gặp phải loại này một có nắm chắc chiến đấu thế nhưng chính không thể thối lui chiến đấu lần đầu tiên chắc hẳn ở ngoài sáng u cốc cùng viễn cổ thiên long bộ tộc trưởng lão giao thủ cuối cùng bị lâm huyền cứu thế nhưng cái này tiêu viễn tổ tiên bị tà tiêu viêm cũng sẽ không lần thứ hai gặp phải một cái trượng nghĩa xuất thủ cứu người của hắn bằng không đã có thể quá không thể nào nói nổi người nào lại tự dưng vô cớ đi cứu một cái không nhận ra biết dùng người cấp mình mang đến một đống phiền phức. Trượng nghĩa xuất thủ. Nhìn tiêu viêm thuận mắt, loại lý do này, quá gượng ép cũng quá vô nghĩa. Một lần có thể nói là ngẫu nhiên, lần thứ hai nhưng chỉ có có chuyện, tiêu viêm cũng sẽ không đem mong muốn ký thác tại đây loại hư vô mờ mịt chuyện tình trên, đây là không quá hiện thực. Không thể trốn tránh, chỉ có chiến đấu. Nghĩ đến đây, tiêu viêm đáy lòng cũng là nảy lên nhất mặt tận trời hào khí, sĩ vọng mắt, ngửa mặt lên trời huyết sáo dài, đạo kiên quyết phách quy lai nhật tà vũ tà tâm đến đây đi ta đảo muốn nhìn các ngươi đến tục cùng có bao nhiêu sao cường hãn dứt lời một tiếng cười to sau đó dĩ nhiên dẫn đầu xuất thủ đối mặt hai vị năm sao đấu đế trong đó còn có một vị cự ly lục tinh đấu đế cũng bất quá nửa bước bước năm sao đấu đế đỉnh cường giả vây công dĩ nhiên còn dám đi đầu xuất thủ không nói đã không có quá bằng vào sen vào này phân dũng khí đã làm cho kẻ khác tán thưởng không ngớt Đương nhiên, tiêu viêm dẫn đầu xuất thủ đảo cũng không phải hành động theo cảm tình, hắn đây là sớm đều tính toán tốt. Không ra tay tắt dĩ, vừa ra tay động nếu sấm sét nhất định muốn trước bắt tà vũ, đến lúc đó một người ứng phó tà tâm cũng là lại tương đối dễ dàng một điểm, sở dĩ, tiêu viêm xuất thủ. Trong tay, dị hỏa hằng cổ xích tản ra nhu hòa quang mang, hoặc nhìn thập phần huyến lệ hơn màu, tiếp theo thuấn, đã nhiên đi tới tà vũ hai bên trái phải, giống như quỷ mị thông thường, xuất hiện tại, đột nhiên quay đầu của hắn hung hăng địa lột bỏ, đối mặt tiêu viêm công kích, tà vũ cũng là phải toàn lực ứng phó, hắn thế nhưng biết được trước mắt cái này nhân không có thể như vậy một cái thiện ra, trong tay huyết ẩm đao cũng là huy vũ uy vũ sinh uy, quay tiêu viêm công kích chống đối đi. Bang bang phanh, sắc bén đắt giao kích chi tiếng vang lên, nhất chiêu qua đi, tiêu viêm đánh bất ngờ cũng là không có đạt được bất luận cái gì kiến thụ, đối này, tiêu viêm cũng là có chút không thể tránh được, dù sao muốn thoáng cái chế trụ một cái năm sao đấu đế, kỳ độ khó có thể nghĩ. Cơ hội thoáng qua tức thệ, tiêu viêm đánh bất ngờ không có đạt được thành tích, như vậy hắn sở muốn đối mặt áp lực là có thể biết đến. Tà tâm nhìn mới vừa rồi đột nhiên đánh lén tiêu viêm, lập tức, cũng là không khỏi sắc mặt hắn giọng, mình vừa tự đứng ở mình tam đệ không xa chỗ, nếu chưa kịp cứu viện, này không thể nghi ngờ là hung hăng địa phiến hắn tà tâm mặt. Che lấp ánh mắt quét về phía tiêu viêm, sau đó cũng không nói nói, chỉ là tay áo bào vung lên, một cổ lạnh thấu xương kình phong nhằm phía tiêu viêm, tiêu viêm cũng là cảm giác được này cổ đấu khí cường hãn lập tức cũng là không dám có chút kinh thường ý, toàn lực ứng phó đứng lên, thế nhưng này cổ lâm phong chính chấn tiêu viêm liên tục lui về phía sau. Thật mạnh hãng công kích, tiêu viêm con mắt hơi vừa nhảy, gần là tiện tay một kích có thể bắt mình lui về phía sau, này tà tâm thực lực quả nhiên là kinh khủng rất nột. Thấy tiêu viêm chống đối hạ mình một kích, tà tâm sắc mặt cũng là dũ phát khó coi lên trầm thấp thanh âm vang lên ta xem ngươi còn có thể chống đối ta mấy chiêu hai tay ngón tay hơi uốn lượn sau đó quay tiêu viêm chắc hẳn hung hăng địa một trảo nhất thời toàn bộ thiên địa năng lượng đều là hơi bị dừng lại thoáng cái sôi trào lên phô thiên cái địa năng lượng hội tụ thành một cái thật lớn thủ trảo quay tiêu viêm sở tại nơi hung hăng tìm kiếm cùng lúc đó tiêu viêm xung quanh thiên địa năng lượng đều là động lại lên toàn bộ không gian đều là dường như tử thủy thông thường, mặc kệ thế nào làm, đều là một có chút động tĩnh. Thấy mình vô pháp vận dụng thiên địa năng lượng, tiêu viêm luôn luôn trầm ổn khuôn mặt trên lúc này cũng là lộ ra nhất mặt hoảng sợ vẻ, không khỏi khiếu ra đến không xong, không gian động lại. Lục tinh đấu đế mới có thể thực dụng không gian động lại. Tà tâm điều không phải chỉ có năm sao đấu đế sao may mà chính là, loại này vị không gian động lại con đối so với chính mình đẳng cấp thấp nhân mới có thể sử dụng, cùng giai khác cũng không thể. Thế nhưng, tiêu viêm chỉ bất quá là một cái tam tinh đấu đế mà thôi, cùng tà vũ tệ xoa đẳng cấp thật lớn, sở dĩ dùng không gian động lại, phong tỏa tiêu viêm, tự nhiên là không nói chơi. Nhị ca, ngươi thế nào trở thành lục tinh đấu đế? Một bên tà vũ cũng là giật mình nói rằng. Trước đoạn thời gian, vừa đột phá, còn chưa tới kịp nói cho ngươi cùng đại ca. Thấy tà vũ giật mình dáng dấp, tà tâm cũng là chậm rãi giải thích nguyên nhân. Tà tâm sử dụng không gian động lại thời gian, tiêu viễn tự cảm giác được, lập tức, tiêu viễn cũng là sắc mặt đại biến. Này tà tâm dĩ nhiên đột phá đến lục tinh đấu đế. Năm sao đấu đế đỉnh tuy nói cự ly lục tinh đấu đế bất quá nửa bước bước, thế nhưng trong đó trên lệch cũng bất đồng mà ngữ, bằng vào nương, không gian động lại, này nhất chiêu, có thể đơn giản chém giết năm sao đấu đế đỉnh cường giả. Theo như lời là tiêu viễn mới vừa rồi còn đối tiêu viêm chống đối tà vũ tà tâm hai người còn có một chút lòng tin chuyện, lúc này, cũng hoàn toàn đã không có. Lục tinh đấu đế, kia thế nhưng yếu lĩnh ngộ, không gian động lại mới có thể. Một bên cùng tiêu viễn giao thủ tà nguyệt thấy tà tâm sử xuất, không gian động lại, lúc, cũng là không khỏi cười to, đạo, nhị đệ, hảo dạng đích, mau chóng chém giết người này, sau đó cùng ta vây công tiêu viễn, đại ca yên tâm đó là. Đó là vào lúc này, vừa tà tâm một trảo anh tại tiêu viêm trên người, tuy nói là có thêm hơn trọng phòng ngự thi thố thế nhưng không có biện pháp điều động thiên địa năng lượng tiêu viêm gần dựa vào mình trong cơ thể kia một điểm năng lượng là tuyệt đối đáng không dưới tà tâm công kích trên thực tế cũng đích thật là như vậy tà tâm một kích đi tới ngay cả tiêu viêm hợp lại đem hết toàn lực thế nhưng chính bay ngược đi ra ngoài dọc theo đường đi tiên huyết văn nhất địa gần một kích trọng thương vô tái chiến lực nếu là ngày hôm nay không có kỳ tích xuất hiện chuyện như vậy tiêu viêm hắn hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thấy tiêu viêm liên tục sổ khẩu tiên huyết phun ra, toàn thân trên dưới đã là tiên huyết tứ lưu, dáng dấp thê thảm không gì sánh được. Huân nhi, thải lân bọn người là mặt cười trắng bệch. Thấy tiêu viêm toàn thân tiên huyết róc rách chảy ra, dựa tại nhất khối thạch đầu trên, thở dốc có tiếng không ngừng vang lên, nhất xuyển nhất hấp trong lúc đó, phần lớn bị bám trận trận ho khang, dẫn tới tiên huyết vừa theo kỳ khóe miệng lưu lại. Huân nhi, Thải Lân đôi mắt trong, tràn ngập đau lòng thần sắc, không để ý Tiêu Viêm không xa chỗ tà tâm, hướng phía trọng thương Tiêu Viêm chạy đi. Tiêu Viêm ca ca, Tiêu Viêm ca ca, ngươi thế nào? Nói nói, đường đường một cái đấu đế dĩ nhiên khóc lên. Một bên Thải Lân tuy nói là không có hướng Huân Nhi thông thường khóc sướt mướt, thế nhưng cũng là đôi mắt đỏ bừng, hạo sĩ chăm chú cắn môi, không nói được một lời. Huân Nhi, Thải Lân, không có việc gì, không nên lo lắng, không có việc gì ta mệnh ngạnh rất. Không ai có thể lấy đi. Tiêu viêm ca ca, đều do ta vô dụng, một thực lực, không phải là có thể đủ trợ giúp ngươi. Này không liên quan chuyện của ngươi dứt lời, vừa một trưởng quay trọng thương tiêu viêm anh cứ. Huân nhi, tránh ra, ngươi để đỡ không được. Nhìn kia lạnh thấu xương trưởng phong, tiêu viêm cũng là hét lớn. Không cho, tiêu viêm ca ca, ngươi nếu đã chết, ta sống xen vào vừa có có ý tứ. Tại thiên nguyện vi chim liền cánh, trên mặt đất nguyện làm tình vợ chồng, thiên thượng nhân gian lại gặp lại, thề sống chết bên nhau. Muốn chết cùng chết. Tiêu viêm bị này bong bong ngôn ngữ sở cảm động, con mắt nhìn một bên thải lân, thải lân tuy nói là không nói gì, thế nhưng nàng chắn mình tiền phương, nàng đã dùng hành động chứng minh rồi mình lập trường. Đồng sinh cộng tử, sáng mộ hoàng tuyền. Tiêu viêm rất cảm động, sinh tử chi khắc, mới vừa rồi là gặp chân tình thời gian. Thế nhưng, hiện tại tiêu viêm nhưng nghĩ không để cho bọn họ chết đi, muốn chết cũng là mình tử, đây là một người nam nhân trách nhiệm. Bảo hộ mình thê tử trách nhiệm. Thấy kia một cổ lạnh thấu xương công kích sẽ hạ xuống, tiêu viêm cả người đã đã không có đấu khí, chỉ có thể bằng vào sen vào lực lượng đem hai nàng đá văng ra, thế nhưng chính đã muộn, không có đấu khí chống đỡ tiêu viêm, cho dù là thân pháp thi triển đến cực hạn, cũng không phải có thể đồng thời cầu hai người, vừa đem huân nhi vải ra đi, kia một cổ công kích sẽ phút cuối cùng. Cường hãn kình phong rơi vào thải lân kia ngạo nhân thân thể trên, lập tức cũng là bộ ngực cũng là bị một kích xuyên thủng, sau đó kế tục công hướng về phía tiêu viêm. Phanh Phốc nhất, một miệng tiên huyết phun dũng ra, thế nhưng tiêu viêm cũng một có chút bận tâm, mà là hướng phía thải lân chạy đi, đối, hướng phía thải lân chạy đi, lúc này tiêu viêm đã không có đấu khí chi trì, chỉ có nghĩ người bình thường thông thường, dùng thể lực chống đỡ, thải lân bộ ngực bị một kích xuyên thủng, thân thể thoáng cái bị đánh bay đến xa xa, tiêu viêm hiện tại chắc hẳn tập tỉnh sen vào chạy tới tiếp không trung cực nhanh hạ xuống thải lân. Có thể là bởi vì vi ái nghị lực, có thể dùng tiêu viêm, trọng thương tiêu viêm dĩ nhiên tiếp được cực nhanh hạ xuống thải lân. Như cũ là kia quen thuộc khuôn mặt. Như cũ là kia quen thuộc y phục. Như cũ là kia nhu mì xinh đẹp khuôn mặt. Như cũ là kia quật cường thiên hạ. Lúc này, cũng hơi thở mong manh. Tùy thời đều mới có thể ngã xuống. Tiêu viêm, bản. Vương. Tuy rằng. Khái khái. Không thể. Trợ giúp ngươi, nhưng, nhưng. Là. Cũng. Không, điều không phải. Bình hoa. Ha hả, thải lân tái nhật trên mặt lộ ra nhất mặt dáng tươi cười, thế nhưng cũng dẫn tới khóe miệng không được chảy xuống nhất từng sợi tơ máu. Thải lân, ngươi điều không phải bình hoa, ngươi điều không phải bình hoa, điều không phải, điều không phải, tiêu viêm hiện tại mình trở nên nói năng lộn xộn. Nói, bàn tay bật người lau đi thải lân khóe miệng tơ máu, phản phất không có này đạo tơ máu. Thải lân sẽ không phải chết. Thải lân, ngươi, ngươi không có việc gì tình, sẽ không, sẽ không, tin tưởng ta. Ta sẽ cứu sống của ngươi, ta là luyện dược sư, cao cấp luyện dược sư, nhất định có thể luyện chế ra tự tính mệnh của ngươi đang dược dứt lời theo nạp linh nhẫn trong lấy ra một quả vừa một quả cao dai đang dược uy đến thải lân trong miệng đáng tiếc không có bất luận cái gì phản ứng vô dụng ta sinh cơ đã đã không có đây là dựa vào đấu khí treo một hơi thở đừng lãng phí đang dược tiêu viêm trạng nếu điên cùng quát sẽ không sẽ không ngươi không có việc gì tình ta không tin ta không tin ngươi là cái thứ nhất có thể chinh phục chúng ta mỹ đổ toa bộ tộc nhân cũng là cái thứ nhất chiếm ta thân thể còn có thể đủ chinh phục ta nhân, ta yêu ngươi. Nói xong này một câu, thải lân kia yếu ớt khí tức cũng là toàn bộ tiêu tán. a à, một tiếng tận trời ai tiếng khóc chi bắn phía chân trời, kỳ thanh âm để lộ ra khỏi nhất mặt ai lớn lao với tâm tử huyết sáo dài, này thanh âm có thể nói là gặp người thương tâm, văn người rơi lệ. Nghĩ lại mà kinh. Ta tiêu viêm từ đi tới thế giới này, sợ chính mình gì đó cũng không nhiều, trong đó nhất quý trọng, là chỉ có ta bên người nhân. Hôm nay ngươi dĩ nhiên giết ta nữ nhân, cho dù là lên trời xuống đất, thậm chí là nỗ lực sinh mệnh, ta cũng muốn cho ngươi đã bị nghiêm phạt. Lúc này tiêu viêm, tự dường như một đầu bị xúc phạm nghịch lân long, trong đầu thiêu đốt xen vào hừng hực lửa giận, trên người sát ý không gì sánh được đặc hơn. Thấy tiêu viêm như vậy tử, mặc dù là tà tâm cũng không biết vì sao, dĩ nhiên chưa có tới hắn trong mắt thị huyết quang mang chợt lóe tay trái trên chẳng biết khi nào xuất ra một thanh nguyễn tiên đấu khí là điên cuồng rót vào kỳ nội chợt nguyễn tiên tại không trung huyết quang bạo thịnh tựa như mơ hồ có mảnh thú rít gào sát na hậu mang theo kinh khủng vi thế hung hăng trừ hướng tiêu viêm không khí xé rách có tiếng mạnh vang lên kia nguyễn tiên nơi đi qua không thể ngăn trở phản phất không gian đều phải hơi bị nhượng bộ lui binh chắc hẳn ở phía sau giảm nhiệt đấu khí đi qua đang dược đã khôi phục không ít đấu đế thân lên viêm đế quyền, luân hồi chỉ. Bắt đồng chặt nhìn chầm chầm kia Nguyễn tiên, tiêu viêm trong miệng quát lạnh đạo, viêm đế quyền cùng luân hồi chỉ đều quay kia Nguyễn tiên đánh tới, nhưng kết quả đều không ngoại lệ bị nhuyễn tiên trừ phi. Trừ phi quyền ấn cùng dấu tay hậu, này Nguyễn tiên uy lực cũng bị suy yếu gần nữa, lúc này tiêu viêm trong mắt điên cuồng vẽ đại thịnh. Ngọc lưu ly kim cương thân. Giảm nhiệt tay phải trưởng sát na đầy hỏa diễm, chợt hắn bàn chân trên mặt đất một bước, đúng là hướng phía kia Nguyễn Tiên thẳng trùng đi. Tiêu viêm cùng Nguyễn Tiên thoáng qua gian tự gặp nhau, tại tà tâm khiếp sợ trong ánh mắt, tiêu viêm cư nhiên nếu không không tránh tị, trái lại đưa tay đem Nguyễn Tiên nắm. Nguyễn Tiên trên lực lượng sao mà kinh khủng, dù cho hắn tay phải trên khác thường hỏa hộ thể, thế nhưng vẫn đang tại sát na tự hổ khẩu hé, máu chảy ròng. Nhưng tiêu viêm nhưng cố nén xen vào thống khổ, chút nào không buông khai, ngay sau đó hắn sử hung hăng nhất xả Nguyễn Tiên, đống này nhất xả lực, cả người phóng lên cao, chợt quay tà tâm phóng đi. Ngươi giết ta nữ nhân, ngươi muốn nỗ lực đại giới. Tà tâm trong đầu không khỏi hồi tưởng lên tiêu viêm trước đây nói qua chuyện, hắn không ngờ đến, tiêu viêm cư nhiên lại như vậy điên cuồng. Trong thời gian ngắn, tiêu viêm tự vọt tới tà tâm trước người, đây là hắn lần đầu tiên tự ly tà tâm bản thể như thế cận, hắn diện vô biểu tình, một quyền hung hãn đánh ra. Này một quyền, ẩn chứa tiêu viêm toàn bộ ý chí, toàn bộ sát khí, toàn bộ lực lượng, có thể nói là hắn cuộc đời này tới nay cường đại nhất một quyền, này một quyền, là vì màu lâm mà phát. Quanh một tiếng, hắn trước người không khí phát sinh đinh tai nhất ốc tan vỡ thanh, nhất cổ hủy diệt năng lượng, hướng phía xung quanh rồi đột nhiên mang tất cả đi ra ngoài, phản phất trung động bàn điên cuồng tản ra. Không gian, bị tiêu viêm phá khai rồi một cái cái động khẩu, vô tận cùng phong sấm sét hướng phía bên trong bạo dũng đi. Đối mặt như vậy một quyền, dù cho tà tâm cũng vô pháp trấn định, hắn vương tay trái lập tức vương, đáng hướng tiêu viêm kia một quyền, khả kết quả là, một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng phát ra rồi, tà tâm trong tay trái y phục đúng là bạo liệt thành mảnh nhỏ, tầm ầm chung quanh bay ra, thân thể cũng bị đẩy lui mấy thước. Hơn nữa nhìn hắn xung quanh đấu khí, rõ ràng lờ mờ vài phần, cái này lục tinh đấu đế, giờ khắc này cư nhiên bị tiêu viêm kích thương. Tiểu hỗn đảng, dám thương ta tà tâm ánh mắt lộ ra nồng đậm bất khả tư nghị vẻ một cái tam tinh đấu đế cư nhiên khiến hắn cái này lục tinh đấu đế bị thương vưu kỳ vừa vư kia một quyền trong ẩn chứa điên cuồng ngay cả hắn đều cảm thấy tim đập nhanh hảo cốt lấy ngươi chút thực lực ấy cư nhiên bị thương ta cho dù là đã chết ngươi cũng đủ để cho nhân chấn kinh rồi tà tâm nghiến răng nghiến lợi đạo trên mặt sát khí cũng là điên cuồng đứng lên hắn hận không thể đem tiêu viêm lập tức bầm thay vạn đoạn tà tâm thanh âm tràn ngập máu tanh âm trầm khí, sau đó hắn tay trái vung mạnh, kia lục khối huyết sắc cái đinh, lập tức hướng tiêu viêm bắn tới. Này phệ hồn đinh thế nhưng ta nguyên lai thật vất vả đạt được, hôm nay mặc dù là ngươi đào tẩu, như vậy khối phệ hồn đinh đánh vào trong cơ thể thì linh hồn lực ngươi cũng sẽ bị toàn bộ tiêu hao. Đến lúc đó, linh hồn của ngươi lực mất hết, ta đã muốn nhìn ngươi còn có đúng hay không cái kia vị dược hội lớn nhất hắc mã. Nói xong câu này, kia tà tâm đột nhiên lộ ra nhất mặt thị huyết dáng tươi cười, cả tiếng cười nói. Ta không chỉ có giết ngươi nữ nhân, ta còn muốn tại của ngươi trước mặt đem ngươi thân nhân, nặc, cái kia mặt thanh sắc y phục nữ nhân, tại của ngươi trước mặt một đao một đao dùng huyết ẩm đao cắt phá, sau đó khiến của nàng máu lưu khô, cuối cùng, đoạn tứ chi, hoặc thất khiếu, tức cốt nhục, trừ cốt tủy, khạch khạch, đến lúc đó của nàng hình dạng nhất định tốt xem đi, khạch khạch, còn có kia hai cái lão đầu tà tâm chỉ chỉ một bên cổ nguyên cùng với chút khôn ta nhất định lại để cho bọn họ cầu sinh không được muốn chết không thể nghe được tà tâm như vậy máu tanh chính là lời nói tiêu viêm thân thể bị gắt gao đinh trụ không có biện pháp di động thế nhưng hắn đôi mắt trong tận trời sát khí cũng không chút nào che giấu phóng xuất ra đến lạnh lùng con ngươi ngóng nhìn xen vào tà tâm rít gào thanh âm vang lên tà tâm lão món lòng ngươi ngày hôm nay nếu là cảm thực sự như vậy đối phó bọn họ ta tiêu viêm phát thể nhất định phải cho ngươi tử cho ngươi tử triết cào thanh âm vang vọng khắp bầu trời người nào đều có thể nghe được đi ra kia nhất mặt tiếng gầm gừ âm trong quyết tuyệt khạch khạch ngươi có năng lực này sao tà tâm chậm rãi tiêu sái tại tiêu viêm trước mặt ngón trỏ khơi màu tiêu viêm đầu cười ha hả nói rằng ta ngay của ngươi trước mặt ngươi tới giết ta a à? đến a à, ta coi ngươi như thế nào giết ta thân thể bị gắt gao đinh trụ tiêu viêm nghe đến mấy cái này nói hai tay không khỏi ác tại cùng nhau, trên mặt đất hòn đá đều là bị hắn bởi vì phẫn nộ trảo thành vụn phấn, sau đó, thon dài ngón tay móng tay hung hăng địa lâm vào bàn tay trong, một vòi máu tươi theo kỳ bàn tay trong tích tắc hạ xuống. Ha ha, có đúng hay không rất bầu không khí, muốn giết ta, đánh ta. Đến đây đi, là thân sen vào ngươi, tà tâm lần lượt khơi màu tiêu viêm lửa giận. Đích xác, hắn thành công, tiêu viêm nổi giận, mộ nhiên ngẩng đầu lên, lúc này cặp kia thanh tú đã là có gắt gao huyết hồng vẽ. Hàng giọng thanh âm vang lên. Nay ta nếu không chết, tương lai chắc chắn thập bội gấp trăm thanh toán. Kinh miệt nhìn liếc mắt tiêu viêm, tà tâm vừa cười vừa nói. Ta cho ngươi một cơ hội. Dứt lời, không có sử dụng đấu khí, gần chỉ dùng để một chân dẫm nát tiêu viêm trên mặt, đem tiêu viêm đầu nghiêng dẫm nát dưới chân. Bởi vì sáu vệ hồn đinh đinh ở tiêu viêm tứ chi, lúc này hắn không có biện pháp né tránh, chỉ có thể bị tà tâm giẫm nát mặt mình trên đây là tiêu viêm sinh ra tới nay lần đầu tiên đã bị như vậy đại sĩ nhục bị người dùng chân thải sắc mặt còn phản kháng không được một cổ hừng hực lửa giận tại tiêu viêm tâm nội thiêu đốt một loại đối với tà tâm cừu hận cũng là dũ phát làm sâu sắc nguyên bản đã có chút nhẹ nhẹ ửng hồng đôi mắt lúc này cũng hoàn toàn biến hồng giận tình giận cầu toàn bộ con mắt đã không có một điểm thần sắc có chỉ là kia vô cùng vô tận huyết hồng vẽ lúc này, tiêu viêm trong lòng liên tiếp rít cào. Là hắn, giết thải lân. Là hắn, hôm nay như vậy như vậy khuất nhục ta. Là hắn, đều là bởi vì hắn. Một tiếng rít cào chi tiếng vang lên, sau đó, tiêu viêm đầu đột nhiên vù vù một tiếng, đón, tiêu viêm đi tới mình trong ốc ở chỗ sâu trong. Đó là một cái mênh mông vô bờ huyết sắc bầu trời. Tiêu viêm trước mặt, một cái một thân hồng bào hồng sắc bóng người xuất hiện tại tiêu viêm trước mặt, hắn dáng dấp thập phần không rõ nhìn không ra là bộ dáng gì có lẽ nói căn bản không có ngũ quan thế nhưng tại tiêu viêm lấy để cái này không có ngũ quan nhân là như vậy quen thuộc phản phất chắc hẳn mình dường như ngươi là ai vì sao xuất hiện ở chỗ này vừa vì sao đem ta na di đến ở đây phóng ta đi ra ngoài ta muốn giết hắn vi thải lân báo thù từng đạo khàn giọng tiếng la vang vọng tại này phiến huyết sắc quỷ dị bầu trời tiêu viêm hai mắt đỏ bừng phóng ta ly khai, bằng không ta tự đánh vỡ này trời cao, thải toái kia bát hoang. Vừa một đạo trường tiếng khóc vang lên, tiêu viêm thân thể trong bột phát ra một đạo kinh người sát khí, này cổ sát khí chi nồng, sát khí nặng, giống biển máu thông thường, lệnh xung quanh thiên địa đều là hơi bị chiến lập. Lúc này tiêu viêm, giống một cái cái thế sát thần, vừa tựa như một cái thị huyết ác ma, tại vô tận thả ra sen vào mình tận trời sát khí. Khi huyết sắc quang ảnh nhìn tiêu viêm như vậy nồng hậu sát khí, lập tức cũng là đôi mắt hơi nhất ngưng, người này đã điều không phải nguyên lai tên, hiện tại ta sẽ hắn triệt để nhập ma, đến lúc đó ta cũng có thể một lần nữa hiện thế, nghĩ đến đây, nhìn phía tiêu viêm dáng dấp là một mảnh mừng rỡ, tuy rằng không ai xem tới được. Ngươi nghĩ bước vào đỉnh, trả thù này cái khi dễ vũ nhục ngươi sao? Ngươi nghĩ giải cứu bên ngoài này bạn sao? Ngươi nghĩ cứu sống bên ngoài cái kia mỹ nữ xà sao? Liên tục ba đạo quát hỏi, mỗi một lần quát hỏi, phần lớn khiến tiêu viêm đỏ bừng đôi mắt phím ra nhất mặt lửa nóng vẻ, đặc biệt cuối cùng một câu, là khiến tiêu viêm loại này lửa nóng phóng lớn đến cực hạn. Cứu sống thải lân. Ngươi có điều kiện gì, vì sao phải giúp ta? Tiêu viêm lúc này trở nên cũng là có ta tỉnh táo lại. Không vì sao, cái này ngươi sau đó sẽ biết. Khiến ta và ngươi cùng nhau chiến đấu đi, chúng ta giết hắn. Khiến ta và ngươi cùng nhau chiến đấu đi, ta có thể bảo vệ ngươi thân nhân khiến ta và ngươi cùng nhau chiến đấu đi ta có thể cứu sống mỹ nữ xà từng đạo mê hoặc có tiếng tại tiêu viêm bên tai vang lên tiêu viêm có thể tại đây bàn dưới tình huống còn có thể đủ chống đỡ đến bây giờ có thể nói là tâm tính tốt thế nhưng tiêu viêm vì sao như vậy điên cuồng nguyên nhân ở đâu khi từng đạo mê hoặc thanh âm không thể nghi ngờ là ba động xen vào tiêu viêm trong vòng nhất mềm mại địa phương tiêu viêm nguyên bản đã dần dần thanh minh đôi mắt lần nữa trở nên đỏ đậm cùng ta cùng nhau chiến đấu đi, ta có thể cho ngươi bước vào đỉnh. cùng ta cùng nhau chiến đấu đi, ta có thể. vô số thanh âm rơi vào tiêu viêm bàn tay trong, mặc dù là tiêu viêm như vậy, tâm tính chính không khỏi có chút dần dần trầm mê xuống phía dưới. ngươi ngẫm lại vừa ngươi là thế nào bị vũ nhục, tưởng tượng của ngươi nữ nhân là thế nào bị giết. nhìn chính ngươi, nhìn của ngươi nữ nhân, nhìn đi, nhìn đi. cùng ta cùng nhau chiến đấu đi, chiến đấu đi khiến thế giới này bởi vì ngươi mà rung chiến đấu đi cùng ta cùng nhau chiến đấu đi đừng nói a à. tiêu viêm một đạo bén nhọn thanh âm phóng lên cao cũng chắc hẳn ở đây khắc nương theo sen vào tiêu viêm này một đạo hò hét thanh hạ xuống tiêu viêm đôi mắt cũng là một mảnh đỏ bừng đã không có chút nào tức giận kỳ xung quanh vô tận sát khí đều là phá thể ra trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường đều là trở nên trầm mặc áp lực xuống tới từng đạo tiếng gầm gừ theo tiêu viêm trong miệng truyền ra lão cẩu là ngươi giết chết ta nữ nhân là ngươi muốn đối phó ta thân nhân là ngươi muốn vũ nhục dằn vặt ta ngươi chết tiệt nói rằng cuối cùng một câu nói giờ kia một cổ đáng sợ sát khí là trở nên ngưng tụ đứng lên hiện tại tiêu viêm cả người chảy máu mà hồn nhiên chẳng biết hai mắt đỏ bừng sát khí một mảnh giống một cái cái thế sát thần vừa tựa như một cái theo địa ngục đi ra ác ma tiêu viêm lúc này đã đánh mất lý niệm hắn trong lòng lúc này chỉ có một tự sát tiêu viêm trong lòng lúc này đã không có bất luận cái gì tìm cách duy độc chỉ có một tự vẫn tồn tại tại hắn trong lòng sát sát giết sạch những này lão cẩu giết sạch những này vũ nhục hắn lão cẩu giết sạch những này khiến thải lân mất đi lão cẩu theo tiêu viêm mỗi một lần rống giận phần lớn có nhất cổ sát khí tuôn ra một bên tà tâm sớm đã thành bị này tận trời sát khí sở kinh đường đường lục tinh đấu đế đô là không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Nhìn kia cả người sát khí tiêu viêm, trên mặt lấy làm kinh ngạc. Cái này giống cái thế sát thần thông thường nhân, sẽ là cái kia vừa bị mình dẫm nát dưới chân trà đạp người yếu. Trong lúc nhất thời, tà tâm cư nhiên hoài nghi lên đến hai mắt của mình. Lúc này tiêu viêm thật sự là quá kinh người. Không để ý đến tà tâm chấn động khuôn mặt, tiêu viêm liên tục tam thanh huyết sáo dài, tiếng huyết gió qua đi, tiêu vi một thân sát khí cũng là tích lũy đến đỉnh, chật, một đạo thật lớn rít gào chi tiếng vang lên, sau đó, quay tà tâm thẳng tắp phóng đi. Lão cẩu, ta muốn cho ngươi chết. Tiêu vi một trận rít gào, quay tà tâm thân thể một quyền oanh cứ. Này một quyền lực lượng, còn chưa oanh ra, tiêu viêm nắm tay xung quanh không gian đều đã là lặng yên nghiền nát, gần là quyền phong lực lượng tự đủ để tê toái không gian, đó có thể thấy được, hiện tại tiêu viêm so với chi vừa đến tột cùng cường nhiều ít và tâm thấy này hung hãn một quyền, lập tức cũng là hét lớn một tiếng đạo đế chi khải hóa. Đế chi khải hóa là lục tinh đấu đế đã ngoài tài năng lĩnh ngộ, so với chi năm sao đấu đế đế chi cứng đờ còn mạnh hơn trên sổ bội, vừa tấn chức đấu đế nhân có thể tu luyện đấu đế thân, mà nghiền nát không gian năm sao đấu đế còn lại là có thể thi triển cao nhất cấp đế chi cứng đờ, mà có thể thi triển không gian động lại lục tinh đấu đế còn lại là có thể thi triển càng cao nhất cấp đế chi khải hóa tà tâm đế chi khải biến hóa thành tại thân thể mặt ngoài sau đó, tiêu viêm công kích cũng là rơi xuống. Kiểu kịch Một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, sau đó một trận không gian thật lớn bạo tạc cũng là đúng hẹn tới. Bạn đang đọc truyện tại nu nufun.vn, tệ nufun.vn. Cường hãn công kích rơi vào tà tâm trên người, tà tâm đế chi khải hóa liền lập tức trở nên hoảng động đứng lên, sau đó, hoảng động càng lúc càng lớn, cuối cùng, dám bị tiêu viêm này một quyền oanh mở một cái cánh tay khổ động. Lục tinh đấu đế đế chi khải hóa phá. Bị một cái tam tinh đấu đế tiêu viêm lấy lực lượng xanh xanh nổ nát. Thấy mình đế chi khải hóa nghiền nát, tà tâm khuôn mặt trên cũng là sản sinh nhất mặt nồng đậm bất khả tư nghị, này thật là một cái tam tinh đấu đế sao. Bực này công kích so với chi lục tinh đấu đế cũng là không kịp hơn khiến A. Hắn thế nào biết, hiện tại tiêu viêm đã điều không phải nguyên lai tiêu viêm, kỳ thực, cũng không tính điều không phải, mà là lúc này Tiêu Viêm đã rơi vào vô biên lửa giận trong, không thể tự thoát ra được. Nói xong giảng đơn một điểm, đó chính là lúc này Tiêu Viêm đã bởi vì một tia chấp niệm nhập ma. Bất quá, Tà Tâm cũng nhìn không ra đến, chỉ là nghĩ Tiêu Viêm rất là cổ quái, như vậy thì huyết hình dạng, hẳn là là sử dụng nào đó không biết tên đề thăng thực lực bí pháp. Có thể khiến một cái tam tinh đấu đế đối chiến lục tinh đấu đế, có thể bí pháp đẳng cấp đạt được thần giai, bằng không Thế nào sẽ có như vậy to lớn bi lực? Lập tức, cũng là đôi mắt trong lộ ra nhất mặt cùng nhiệt vẻ tà nguyệt phản ứng còn lại là cùng tiêu viêm hoàn toàn tương phản. Khuôn mặt lộ ra nhất mặt nồng đậm vô cùng kinh ngạc. Đồng thời, nhìn phía tiêu viêm thân thể trên hiểu rõ nồng đậm sát khí, cùng với kia một có chút thanh minh đôi mắt, cũng là lộ ra nhất mặt trầm tư. Tiêu viêm, ngươi hôm nay nếu là cảm chiếm lấy thân thể của ta, ta tất nhiên giết ngươi. Ngươi nhưng chớ có làm kia hồ đồ sự tình. Đây là đương sơ tại già nam học viện dưới tiêu viêm thôn phệ luyện hóa ngã xuống tâm viêm lúc sản sinh tác dụng phụ thời gian. Thải lân đối lời hắn nói đến nay còn thập phần rõ ràng. Đáng tiếc chính là nàng cũng đã không ở. A à, vừa một đạo trường tiếng khóc vang lên. Tiêu viêm không có sử dụng đấu khí hoàn toàn thị xử với một cái người bình thường bản năng lợi dụng thân thể tỏa ra đặc hơn sát khí cùng với mạnh mẽ một quyền một quyền một chưởng một chưởng quay tà tâm anh cứ đối mặt như vậy đấu pháp tà tâm cũng là khổ không thể nói tiêu viêm tuy rằng không có sử dụng đấu khí thế nhưng chính là hắn kia cả người nồng hậu sát khí tự có thể dùng mình sức chiến đấu hạ ba tầng đã ngoài thậm chí càng nhiều hơn nữa vừa đối mặt như thế chăng muốn chết đấu pháp trong lúc nhất thời tà tâm dĩ nhiên mơ hồ rơi vào rồi hạ phong tam đệ cùng tiến lên tiểu tử này khó đối phó chúng ta cùng nhau vây kính tương kỳ đánh chết đối mặt tiêu viêm một quyền vừa một quyền Tà Tâm cũng là khiến Tiêu Viêm có có chút sợ, chỉ phải khiếu mình tam đệ cùng mình cùng nhau vây công. Một bên Tà Vũ nghe được mình nhị ca chuyện, cũng là lộ ra nhất mặt cười khổ, tiểu tử này hiện tại sức chiến đấu kinh người, so với chi mới vừa rồi đủ mạnh hơn mấy lần không ngừng, hiện tại cùng hắn chống lại, không có thể như vậy cái gì sự tình tốt. Thế nhưng, hiện tại loại tình huống này, cũng là phải khiến Tà Vũ gia đi vào. Mình còn có nhất chiêu. Cũng chỉ có một hồi hợp một hồi hợp qua đi, mình nếu là giết không được tiêu viêm, như vậy tự tất nhiên lại đã bị chui này đau phản vệ, đến lúc đó không chết cũng phải tử, dù sao đều là tử, nếu là có thể tạo nên tiêu viêm đệm lưng, cũng không tính thiệt, nghĩ đến đây, tà vũ cũng là hung hăng địa trắng răng quang, chợt, sách theo, huyết ẩm đau, thi triển thân pháp, hướng phía tiêu viêm phóng đi. Đối mặt tà vũ thêm vào, tiêu viêm đỏ bừng đôi mắt một có chút dị động, vẫn là liên tiếp quay tà tâm công kích. Tiêu viêm, bản vương không giết ngươi đều không phải tha thứ ngươi mà là chúng ta trong lúc đó tồn tại xen vào giao dịch oanh vừa một quyền oanh cứ tiêu viêm bản vương đều không phải bình hoa cũng sẽ không cho là bình hoa rầm rầm tiêu viêm ngươi hắn là cái thứ nhất chim ta thân thể nhân cũng là cái thứ nhất chinh phục ta nhân dựa theo ta mỹ đổ toa bộ tộc quy định ta đời này sẽ không xin lỗi hắn đây là Thải Lân tại tiêu viêm đương sơ chạy về huyền hoàng tất yếu giờ. Thải Lân đối sư Minh Tông Cường giả nói, cuối cùng truyền tới tiêu viêm cái lỗ tai trong Thải Lân, ngươi đồ ngốc. Tiêu viêm lẩm bẩm nói, hoàng tuyền sáng mộ, sinh tử tương tùy, vân thường đón tia mang phiêu động. Bao lâu hưu? Nhược đang ở hoài, kể ra tâm sự, lãnh nguyệt dung mặt nay thượng tại, khi nào còn? Thải Lân, yên tâm, ta sẽ không cho ngươi tử, ta sẽ báo thù cho ngươi từ nay về sau, thế gian sinh tử, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta chỉ muốn cùng ta nữ nhân hảo hảo sống, sống. Hiện tại tiêu viêm nhớ tới trước đây cùng thải lân các loại, nghĩ đến thải lân lấy thân thể của chính mình chặn một kích trí mạng, trong lòng lửa giận cũng là áp lực đáng sợ, băng lãnh con ngươi, nhìn quét suy nghĩ trước hai người, khóe miệng lộ ra nhất mặt tà ác dáng tươi cười.